Trọng yếu nhất chính là người này đối với hắn phi thường tính cách hiểu rõ vô cùng. Đối Thiên Tinh đại lục hiểu rõ vô cùng, bị bắt cóc người đều là cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt, là hắn không cách nào dứt bỏ người. Không có khả năng a, à. hắn rất nhanh lại lắc đầu thở dài, nàng đã chết, ta tự mình giết chết, thân thể bị ta xé rách thành mảnh vỡ, nàng không có khả năng còn sống, không thể nào là nàng. Cơ Thính Vũ đã chết đi, chết phi thường triệt để, một người chết là không thể nào phục sinh, sở dĩ đây tuyệt đối không phải Cơ Thính Vũ chỉ là bố cục thủ pháp có chút cùng loại thôi. Mà lại người này bố trí cục diện càng lớn, mưu đồ cũng lớn hơn, vận dụng lực lượng cùng thế lực cũng nhiều hơn, hắn đem toàn bộ thiên tinh giới đều biến thành tổng thể, tất cả mọi người là quân cờ, dựa theo ý nghĩ của hắn tại đi. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần cha cho ta ra, ta tất sát ngươi. Giang giật lạnh giọng lẩm bẩm nói, cái này không chỉ là quan hệ đến thiên tinh đại lục vài ức người chết, còn có đông hoàng đại lục sở hữu nhân tộc sửa tình, hắn đáp ứng huyền đế nhất định muốn thủ hộ nhân tộc, coi như người này là tư đồ ngạo, là lôi bán tiên, là ngao lư, một khi cha ra được, hắn cũng giết không tha. chương 1161, Khóa Thần Trận Đường Thắng cùng đường Minh đi, lưu lại một khối cấp cao nhất đưa tin lệnh bài, lệnh bài này có thể đưa tin cho bất luận cái gì phụ cận con em đường ra, vận dụng đường ra hết thảy tình báo hệ thống. Hai người để giang giật đi thú đế thành nhất định muốn khắc chế, đường ra sẽ dốc toàn lực truy tra chủ sử sau màn, cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người, nếu có tình báo trước tiên sẽ thông báo cho Giang Giật. Giang Dật tiếp tục hướng thú đế thành bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, một là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, đồng thời cũng hấp dẫn địch quân người, để cho y thiền bọn người liên hợp thú đế trước tiên nghĩ cách cứu viện. Để Giang Giật rất thất vọng chính là, thẳng đến hắn tới gần thú đế thành vạn lý, y thiền cùng ảnh hoàng người còn không có nửa điểm tin tức, mấy ngày thời gian theo lý thuyết y thiền đã sớm đến thú đế thành. Chỉ cần nói phục thú đế, kia nghĩ cách cứu viện Giang Vân Hải bọn người quá đơn giản, dù sao thú đế thành là đồ ra địa bàn chẳng lẽ lại là y thiền cũng xảy ra chuyện đã như vậy vì sao ảnh hoàng người không có nửa điểm tin tức chuyển đến giang giật nghĩ tới đây nội tâm thoáng cái cuống lên khống chế huyền thần cung toàn lực hướng thú đế thành bay đi chỉ là thời gian một nén nhang tựu đã tới thú đế thành thú đế thành rất bình tĩnh giang giật vừa mới tại tà đế thành bên trong đại náo chém giết vô số người giờ phút này lại tới thú đế thành cái này khiến thành nội con dân đều luống cuống thành nội phổ thông con dân đã sớm trốn ra ngoài thành thành trì bốn phía dãy núi bên trong ẩn núp vô số gia tộc người nghĩ mắt thấy tình thế tiến triển thành trì vòng bảo hộ đều không có mở ra giang giật thần thức quét qua có chút kinh ngạc hắn khống chế huyền thần cung lơ lửng tại thú đế thành bắc mới thần thức một lần lại một lần tại thú đế thành nội đảo qua để hắn kinh nghi bất định là y thiền cũng không trong thành lý gia bán thần cũng không trong thành ngũ trưởng lão biến mất vô tung vô ảnh ảnh hoàng người cũng một cái không nhìn thấy tại sao có thể như vậy giang giật con người dần dần lạnh xuống trên thân đằng đằng sát khí, doãn nhược băng xem xét vội vàng lôi kéo giang giật tay nói, giang giật, khác đừng xúc động, xúc động sẽ chỉ trúng kế của người khác. Ừm, giang giật cưỡng ép áp chế nội tâm lệ khí, khống chế huyền thần cung bay đến thú đế trên thành uổng phí, ngưng tụ một cái hư ảnh nói ra, thú đế, ra gặp một lần. Hiu hiu hiu, thú đế thành bắc mặt tòa thành trong đám đó quang mang lấp lánh, bay ra một đám cường giả, trong đó bán thần ít nhất có hơn 20 người, nhưng không thấy thú đế một tên bán thần u lãnh nhìn chằm chằm giang giật hư ảnh nổi giận mắng giang giật người cái này phát rồ ma đầu người dám đụng đến ta đổ ra người chúng ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ trôn người sở tác sở vi cũng nhất định bị thiên khiển đúng đấy mặc dù chúng ta đổ ra là bán thú nhân nhưng chúng ta vẫn cho rằng chính mình là nhân tộc mặc dù giang giật ngươi là thuần chủng nhân loại nhưng ngươi so xúc sinh cũng không bằng hắn có thể cùng xúc sinh sau kia là quá cho hắn mặt mũi Mấy tên bán thần cùng đồ ra các trưởng lão nhao nhao chửi ầm lên, Giang giật lúc đầu áp chế xuống lệ khí thoáng cái lại nổi lên, hắn còn không có như thế nào đây, đám người này liền mắng lên hắn cùng đồ long ân oán hắn đều không có tính toán. Lần trước huyền thần cung bên ngoài thú ra cường giả cũng công kích hắn, hắn vốn không muốn thế nào, giờ phút này lại có chút nhịn không được. Ngậm miệng, Giang giật lập tức chợt quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới một đám người quét tới, trầm giọng nói, gọi thú đế ra nói chuyện các ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại lại ồn ào cẩn thận mảng chó của các ngươi phi cái này đồ ra bán thần cùng trưởng lão không biết nổi điên làm gì toàn bộ tính khí phi thường lớn rất nhiều người lại bắt đầu quát lớn giang giật người cái này cầu tạp toái muốn giết cứ giết người dám đụng đến chúng ta đổ ra một người chúng ta để ngươi có đi không về cùng hắn như vậy nói nhảm làm gì mở ra vạn thú trận diệt cái này tạp trùng mở ra đại trận đem huyền thần cung lưu lại đúng lưu mạng với hắn đồ ra chỉ có chiến tử con dân không có sợ chết thứ hèn nhát hưu phía dưới tòa thành bên trong từng bầy cường giả bay ra sau đó toàn bộ hướng trong thành trì từng tòa lầu các đánh ra đạo đạo nguyên lực công kích chỉ là trong chốc lát trong thành trì rất nhiều lầu các tòa thành ầm vang sụp đổ giang giật còn không có công kích đồ ra người một nhà thế mà bắt đầu hủy diệt thành trì đồ ra người đều điên rồi sao thú đế đâu giang giật lửa giận công tâm nhưng vẫn là cố nín lại thần thức một lần lại một lần ở phía dưới đảo qua nghĩ trực tiếp cùng thú đế đối thoại, nhưng rất nhiều tòa thành đều có cấm chế cường đại, hắn căn bản là không có cách dò xét. Ong ong, đột nhiên, thành nội vô số bị công kích tòa thành phế tích lại đều phát sáng lên, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng bảo hộ, như móc ngược chén lớn, vòng bảo hộ là toàn bộ màu đen, để thành nội thoáng cái trở nên đen nhánh. Những cái kia phế tích quang mang cũng đã biến mất, mà giữa không trung đổ ra bán thần cùng cường giả toàn bộ bay thấp mà xuống, giấu vào rất nhiều tòa thành bên trong. Suy suy, giữa không trung không gian chấn động, đột một xuất hiện một cái quái thú to lớn, quái thú kia là hư ảnh, hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng đến Huyền Thần cung, sau đó một phương hướng khác lại một cái quái thú to lớn hư ảnh xuất hiện, đồng dạng hướng Huyền Thần cung vào tới. Xuy suy suy suy, bầu trời không ngừng chấn động, từng cái quái thú hư ảnh liên tục không ngừng xuất hiện, toàn bộ hóa thành hắc quang bắn thẳng đến Huyền Thần cung, Huyền Thần cung một hạ hắc sáng lóng lánh không ngớt, rõ ràng nhận lấy cường đại công kích. Đây là vạn thú trận, Giang giật âm thầm cảm ứng thoáng cái, phát hiện những quái thú này hư ảnh lực công kích phi thường khả quan, mỗi một cái đều so thất bát tinh cường giả công kích. Hắn âm thầm kinh hãi, cửu đế gia tộc quả nhiên bất phàm, tà gia có đồ ma đan, cái này đồ ra có vạn thú trận, khó trách cửu đế gia tộc mấy chục vạn năm đến sừng sướng không ngã, chỉ bằng mượn vạn thú trận, phổ thông bán thần đến bao nhiêu chết bao nhiêu a. À. Mã lạc qua bích, Giang giật triệt để nổi giận, hắn không công kích đồ ra, đồ ra ngược lại công kích hắn thật muốn phá huyền thần cung chém giết hắn giờ khắc này giang giật cũng tựa hồ trở nên xúc động rất nhiều hoàn toàn không để ý tới bên cạnh doãn nhược băng thuyết phục khống chế huyền thần cung hướng phía dưới bay đi hắn cũng không công kích thú đế ra người dù sao những quái thú kia hư ảnh đều hướng huyền thần cung bay tới huyền thần cung bay vậy chúng nó tự theo tới đâu hắn khống chế huyền thần cung hướng thú đế lâu đài bay đi rầm 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 huyền thần cung tốc độ quá nhanh những dị thú kia hư ảnh mặc dù cũng rất nhanh nhưng rất nhiều vẫn là không cách nào đánh chúng huyền thần cung mà là đem thú đế lâu đài bên trong từng tòa tòa thành nổ thành bột mịn may mà tòa thành bên trong cũng không có người già trẻ em những người hầu kia hạ nhân đoán chừng đã sớm rời đi cũng không có quá nhiều người thương vong bất quá thú đế lâu đài bên trong mấy vạn tòa tòa thành khoảng chừng thời gian một nén nhang bên trong tự bị hủy diệt mấy ngàn tòa rất nhiều đồ gia võ giả cũng bị nổ thành mảnh vỡ a à, a à, giang giật cầu tặc ta và ngươi liều mạng. Một tên đồ gia thiên quân đỉnh phong nổi giận từ phía dưới một tòa thành lâu đài bên trong bay ra, thân thể tại đụng phải huyền thần cung lúc trực tiếp bạo tạc, kinh khủng bạo tạc sóng xung kích để huyền thần cung cấm chế lấp lánh không ngớt, cái này đồ gia võ giả lại thông qua tự bạo công kích huyền thần cung. Liều mạng, vô số tòa thành bên trong từng cái võ giả bay ra, như châu chấu hướng huyền thần cung phóng tới, khẽ dựa gần huyền thần cung nhau nhau tự bạo, chàng diện kia tự tựa như ác quỷ lĩnh nội bụng lớn nhện tự bạo, dị thường khôi hoàng khí phách. Chỉ qua thời gian một nén nhang, đồ ra ít nhất tự bạo mấy ngàn người, còn có bảy tám tên tên bán thần công kích mấy vòng sau cũng tự bạo. Ngóa, cái này năng lượng tiêu hao quá nhanh, Giang giật có chút nhức cả trứng, đang do dự muốn hay không độn thiên rời đi lúc, trong thành trong sân rộng một đạo trùng thiên quang mang lấp lánh, mười mấy người truyền tống tới, ngay sau đó hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên, dừng tay. Giang giật cùng đồ ra người toàn bộ bừng tỉnh, huyền thần cung đứng tại giữa không trung, đồ ra người cũng đình chỉ công kích cùng tự bảo, chưa từng lộ diện thú đế cùng y thiền lý phi vũ bọn người thế mà đồng thời truyền tống tới. Lại trung kế, y thiền nhìn qua hóa thành một tòa phế tích thú đế thành, còn có toàn thành huyết nhục tàn chi, bất đắc dĩ nhìn qua thú đế nói, thú đế, chúng ta bị điệu hổ ly sơn, địch nhân thời gian tính được quá chuẩn. Ta quản hắn có phải hay không điệu hổ ly sơn, giang giật, bản đế giúp ngươi đi cứu người, ngươi lại đổ sát con dân của ta thú đế đầu tiên nổi giận giống to, hôm nay không cho bản đế một cái công đạo, coi như chúng ta đổ ra con em tử quang, cũng muốn hủy đi huyền thần cung, diệt sát ngươi. Người tới, mở ra khóa thần trận, chương 1162, là Ngao Lư. Xuy suy thú đế đầu tiên ra lệnh một tiếng, vô số đổ ra nổ bắn ra mà ra nhao nhao biến thân, toàn bộ biến thành bán thú nhân, trong tay bọn họ đánh ra nguyên lực công kích, điên cuồng hướng trong thành trì tòa thành lầu các đập tới, Vẹn vẹn một vòng công kích, toàn bộ thú đế thành tựu biến thành một tòa phế tích. Ông, phế tích phía dưới vô số cái điểm cũng phát sáng lên, những cái kia điểm biến thành cột sáng tề xạ bầu trời, liên tiếp bầu trời vạn thú trận, tự tựa như từng cái lít nha lít nhít giống như mạng nhện, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn thành. Đây là cái gì trận? Giang giật bản năng cảm giác được nguy hiểm, nội tâm dâng lên một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn vốn có thể tại đại trận còn không có thành hình lúc khống chế huyền thần cung độn thiên rời đi, nhưng y thiền ngũ trưởng lão lý phi vũ bọn người còn tại trong quảng trường, hắn như thế nào lại vứt bỏ các nàng tự mình rời đi? Khóa thần trận, Y thiền đã sớm biến trở về bộ dáng lúc trước, bất quá vẫn như cũng mang theo quỷ vương mặt nạ, nàng nhìn thấy giữa không trung đại trận, trong mắt đẹp đều là kinh dị, liên thanh khẽ kêu nói, đồ tiền bối không nên vọng động, trước hỏi rõ sở chuyện đã xảy ra, Ngọc Thạch câu phần sẽ chỉ làm phía sau màn thủ phạm gian kế đạt được, đồ ra mấy chục năm cơ nghiệp không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát a, à, có thể hay không cho ta đi trước hỏi thăm một phen. Đồ tiên nhìn lướt qua y thiền, sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, hắn giờ phút này cũng đã biến thân, biến thành một cái to lớn bán long nhân, hạ thân là người, nửa người trên lại là long, toàn thân làn da đều bị vảy màu hoàng kim bao trùm, cái đuôi cũng là một đầu to lớn đuôi rồng, trên thân phóng thích ra kinh khủng thú uy, hắn con người băng lãnh tại ngũ trưởng lão trên mặt đảo qua, để ngũ trưởng lão đều có chút không rét mà run. Tốt, người đi hỏi một chút tiểu tử kia, không cho bản đế một cái công đạo, bản đế tự cùng hắn đồng quy vô tận. Đồ tiên lạnh lùng mở miệng, y thiền nhẹ gật đầu phi thân hướng huyền thần cung bay đi tiến vào huyền thần cung trong cửa lớn. Y thiền vừa tiến vào huyền đế trong các, lập tức hướng giang giật nhìn lại, doãn nhược băng lại mở miệng trước, thiên tỷ tỷ, cái này không thể trách giang giật, là đồ ra người nổi điên, giang giật tới thú đế thành không nhìn thấy người có chút nóng này, hắn chỉ là để thú đế ra gặp một lần, đồ ra người liền bắt đầu nhục mạ giang giật, tiếp lấy mở ra vạn thú trận công kích, giang giật khắc chế rất nhiều lần. Giang giật trước đó cùng doãn nhược băng nói qua vài câu, nàng cực kỳ thông minh thoáng cai đoán được chuyện đã xảy ra, Y Thiền trong đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, có chút thở dài, địch nhân của chúng ta quá kinh khủng, tính toán không bỏ sót. Lần này chúng ta còn chưa tới thú đế thành, ở nửa đường liền phát hiện một tên người áo đen cưỡng ép lấy tiền quý bá phụ, chúng ta đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, người áo đen kia lại có một loại thần kỳ độn pháp thoáng cái mất tích, ta để Lý Phi vũ bọn người đi một bên truy tra. Ta bí mật tới thú đế thành thuyết phục đồ tiên cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện, kết quả chúng ta truy tung rất mấy ngày cuối cùng truy tung thất bại, tại chúng ta biết rõ là cái điệu hổ ly sơn gấp trở về về sau, người đã cùng đồ ra người khai chiến. Ừ, Giang giật ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, chính là bởi vì y thiền cùng ảnh hoàng người không thấy, thú đế cũng không thấy, sở dĩ hắn mới coi là y thiền bọn người bị hại, mới có thể càng thêm xúc động. Địch nhân khẳng định cũng là đoán chắc điểm này, mới cố ý đem y thiền bọn người điệu hổ ly sơn. Giống như y thiền cùng thú đế tại, hôm nay đại chiến sẽ rất khó bạo phát chẳng lẽ ngao lư thật là chủ sử sau màn ảnh hoàng người không hiểu thấu mất tích để gian giật nội tâm dâng lên một cái cực kỳ không tốt suy nghĩ ảnh hoàng người đối bọn hắn hành tung như lòng bàn tay muốn an bài bố trí quá đơn giản mà lại người áo đen kia kỳ quái độn pháp liền thú đế đều truy tung không đến rất có thể là vô tận biển sâu yêu hoàng vô tận trong biển sâu yêu hoàng nhiều lắm có được kỳ quái độn pháp thần thông yêu hoàng cũng nhiều vô số kể ảnh hoàng tự có loại năng lực này tiểu nô biết được cái này suy đoán về sau Giang giật sắc mặt càng thêm khó coi, năm đó Ngao Lư thuyết phục đem Giang Tiểu Nô lưu lại, chẳng lẽ lại là nghĩ giam làm con tin còn có Ngao Lư để hắn đi tranh đoạt huyền thần cung, có phải hay không đã sớm mưu đồ tốt. Ngao Lư tại huyền thần cung bên trong chờ đợi mấy chục vạn năm, giống như mưu đồ mấy chục vạn năm, vậy chuyện này tựu lớn rồi, sống hơn 70 vạn năm lão quái vật tâm trí sẽ có bao nhiêu kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Tốt, Giang giật ngươi chứa nói chuyện, việc này ta đi điều giải đi. Khi thiền nhìn thấy Giang giật trầm mặc, nàng đứng dậy nói. Giang giật cũng không phải ngớ ngẩn, không đến mức bị người lợi dụng cùng đồ tiên liều mạng, hắn nhẹ gật đầu đem y thiền truyền tống ra ngoài. Chỉ cần đồ tiên không quá phận, hắn ngược lại là không quan trọng, lại không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại đồ ra chết không ít người. Ông, y thiền truyền tống ra ngoài, trực tiếp hướng đồ tiên bay đi, bay đến trước mặt hắn mới chắp tay nói, đồ tiên tiền bối, việc này rất kỳ quặc, chúng ta đều bị lừa rồi. Chúng ta bị điệu hổ ly sơn sự tình, Ngươi hẳn là rõ ràng a à ta đoán trừng đồ ra những này các tiền bối cũng bị người châm ngòi, gian giật tới thú đế thành cái gì cũng không làm, đồ ra các tiền bối lại lòng đầy căm phẫn, nói không nói hai câu tựu mở ra vạn thú trận, không tin ngươi có thể hỏi thăm thoáng cái. Đồ tiên tiền bối, việc này gian giật hoàn toàn chính xác có lỗi, hắn cũng nhận lầm, hy vọng ngươi bình tâm tính khi đối đãi chuyện này, đem nguyên nhân gây ra trước điều tra tinh tường lại nói, không thể để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng a. À. Đồ tiên sắc mặt có chút hòa hoãn lại, nhất là y thiền nói giang giật nhận lầm để do mặt mũi hắn tốt hơn một chút hắn cũng biết giang giật lần này là vì sao mà đến y thiền sớm đã đem sự tình cùng hắn nói đây cũng là một cái hiểu lầm hắn còn người hướng đổ ra các vị lão giả nhìn lại hỏi thăm về đến mấy cái kia lão giả lại thêm mắm thêm muối nói một trận đầu tiên không phải là đồ ngốc nghe vài câu sau quát lạnh nói nói thật đến cùng chuyện gì xảy ra ây mấy cái kia bán thần lão giả gặp đầu tiên nổi giận một người chỉ có thể đắng chát nói ra, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi giang giật tới thời điểm, chúng ta đều không hiểu vọng động, luôn cảm giác giang giật muốn tới hủy diệt chúng ta đổ ra, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, lúc ấy chúng ta trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng giang giật đồng quy vô tận, thế là chúng ta mở ra vạn thú trận. Quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là yêu thuật, đầu tiên to lớn con người mở tròn vo, có thể phạm vi lớn ảnh hưởng linh hồn của con người cũng chỉ có cường đại yêu thuật. Y Thiền cùng Lý Phi Vũ mấy người cũng liếc nhau, trong mắt đều là kinh hãi, Lý Phi Vũ nhớ tới cái gì hoảng sợ nói, ta trước đó không lâu cùng Long gia khai chiến cũng có loại tình huống này, đột tiên ngươi không nói ta còn không có kịp phản ứng. Lúc ấy Tà ra võ giả đến điều giải, kết quả trong đầu của ta đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cảm giác ta ra muốn liên hợp Long gia giết chết chúng ta, thế là không hiểu thấu khai chiến. Đúng, Y Thiền nói tiếp, đại lục gần nhất không hiểu thấu phát sinh đại chiến, đều là bởi vì một chút việc nhỏ song phương cường giả nhưng căn bản không cách nào khắc chế, trở nên cực kỳ xúc động, thoáng cái đã dẫn phát đại chiến, sau đó đều hối tiếc không thôi. Xem ra đích thật là cường đại yêu thuật, rất có thể là cường đại yêu tộc tiềm phục tại đại lục, lợi dụng cường đại ngụy trang thần thông, thả ra kinh khủng yêu thuật, để cho người ta trong lúc vô hình chúng chiêu, dẫn phát đại chiến. Thật là ngao lư, phía ngoài nói chuyện, giang giật tại huyền thần trong các nghe được rõ ràng, hắn sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi bị người tín nhiệm nhất phản bội lợi dụng, loại tư vị này cực kỳ khó chịu, mà lại gian Tiểu Nô còn tại vô tận biển sâu. chương 1163, ra ra của ta bọn hắn xảy ra chuyện. Mọi người một phen suy đoán phía dưới, vô tận biển sâu hiểm nghi càng lúc càng lớn. Yêu tộc cùng nhân tộc là đối lập, song phương đều muốn hủy diệt đối phương. Vô tận biển sâu những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức trở nên cường đại hơn nhiều, nhất là ngao lưu trở về về sau, càng là kiến tạo rất nhiều thần kỳ đại trận, để vô tận biển sâu ức vạn yêu tộc thực lực không ngừng tăng lên. Ngao Lư có trăm vạn năm thọ nguyên, mới trôi qua hơn 70 vạn năm, năm đó hắn bị huyền đế chấn áp tại huyền thần cung bên trong 70 vạn năm qua, yêu tộc bị huyền đế cùng nhân tộc chém giết vô số, hắn muốn báo thù, nghĩ khôi phục năm đó yêu tộc vinh quang cũng không phải là không có khả năng. Yêu tộc thế lực rất khủng bố, yêu hoàng cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, giang giật có thể cảm ngộ huyễn ảnh thần thông, yêu tộc khẳng định cũng có thể cảm ngộ, Khả nghi nhất chính là gần nhất trong khoảng thời gian này đại chiến bộc phát nguyên nhân gây ra đều có một cái điểm giống nhau khai chiến song phương lúc ấy trở nên cực kỳ xúc động, trong lúc vô hình có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy, nhiều như vậy bán thân, chỉ có yêu thuật có thể giải thích. Còn có cái kia thần bí người áo đen, loại kia thần kỳ độn thuật, liền thú đế đều căn bản truy tung không được. Đầu tiên tự nhận là tại đại lục chưa bao giờ từng thấy loại này thần kỳ độn thuật, nếu như là vô tận biển sâu yêu tộc, vậy liền rất dễ giải thích. Ngao lư, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thú đế tại thời khắc này vô cùng tin tưởng vững chắc là yêu tộc dở cho quỷ, hắn tức giận giống to, tựa như một cái viễn cổ hung thú phát ra to lớn thú giống, chấn động đến y thiền màng nhĩ đều đau nhức. Nếu không phải Lý Phi Vũ hướng phía trước bước ra một bước, ngăn trở đại bộ phận sóng âm, chỉ sợ sẽ còn càng khó chịu hơn. Đồ tiên tiền bối, y thiền các loại chờ thú đế phát thiết hoàn tất, lúc này mới chắp tay nói tiểu nữ tử cho rằng, khẩn yếu nhất sự tình là triệu tập còn lại mấy đế, còn có thập đại ẩn tông, thập đại thế gia cộng đồng thương nghị, cũng chỉ có đại gia đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể ngăn cản hạo kiếp tiếp tục phát sinh, nếu không tiếp tục như vậy nhân tộc thế tất yếu hủy diệt. Thương nghị thương nghị cái rắm đầu tiên lạnh mắng một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn qua huyền thần cung nói, còn không phải bị tiểu tử này gây bác đế cùng chiến đế ai dám rời đi bác đế thành chiến đế thành võ thương cùng chiến đế không dẫn đầu, ra ra ngươi vây ở trong hắc hải, ta thú đế thành bị hủy, còn triệu tập cái rắm a Cái gì, y thiền còn không biết Phật đế bị nhốt sự tình, Y ra cũng không có đưa tin cho nàng, sắc mặt nàng lập tức đại biến, liên thanh hỏi, đột tiên tiền bối, người nói cái gì ra ra của ta vây ở Hắc Hải? Ngươi không biết, đột tiên liếc qua nói, không chỉ là ra ra, còn có giả dạ hậu, doãn đế, hiên đế đều khốn trụ. Ai, huyền thần cung gia, hạo kiếp đến, nhân tộc phong. Huyền đế nhìn hết tầm mắt thiên cơ, quả nhiên không có nói ngoa a, à, chẳng lẽ thiên tinh giới thật muốn hủy diệt? Y thiền ánh mắt nhìn về phía Lý Phi Vũ cái sau gật đầu nói, ta gần nhất cũng mới nhận được tin tức, ta coi là thiền tiểu thư đã biết rõ. Người phụ hoàng đã dẫn người đi nghĩ cách cứu viện, ra ra người bọn người chiến lược kinh thiên, nhất định có thể cắt nhân thiên tướng, thiền tiểu thư không cần quá mức lo lắng. Đi, y thiền gánh tâm Phật đế, cũng mặc kẻ thú đế chuyện nơi đây, cùng Lý Phi vũ lướt nhau một cái mọi người hướng huyền thần cung bên trong bay đi, thoáng cái sông vào huyền thần cung. Giang giật cũng chuẩn bị rời đi, người đã không tìm được, Lưu tải thú đế thành cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Ông, nhưng mà, huyền thần cung run lên Lần này cũng không có đem không gian chấn động ra một cái lỗ thủng Không gian chỉ là có chút ba động một chút Huyền thần cung càng không có cách nào độn thiên Hừ, thú đế đùa cợt cười nói Giang giật, người nghĩ rằng chúng ta ổ khóa này thần trận là ăn chay Đừng nói huyền thần cung Một khi mở ra khóa thần trận, thần linh đều có thể vây khốn Người hại chúng ta đổ ra chết đi nhiều người như vậy Phủi mông một cái liền muốn đi Giang giật sắc mặt lạnh lẽo, y thiền cùng doãn nhược băng liền vội vàng kéo hắn, hắn dừng một chút cưỡng chế nộ khí, bình tĩnh truyền lời ra ngoài, kia thú đế người muốn thế nào việc này rõ ràng là hiểu lầm, mà lại nhà các ngươi người động thủ trước, ta chỉ là bị ép tự vệ thôi. Ngươi không đến chúng ta thú đế thành, tự chẳng có chuyện gì. Đầu tiên lạnh lùng nói, lập tức nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hoặc là ngươi ra cho nhà chúng ta chết đi tộc nhân dập đầu ba cái, hoặc là bồi thường một trăm kiện cổ khí, nếu không bản đế tự cùng ngươi đồng quy vu tận ha ha ha, Giang giật giận quá mà cười, nếu không phải doãn nhược băng cùng y thiền hai cái tay nhỏ giữ chặt hắn, hắn lại muốn bạo tẩu, hắn lạnh giọng nói ra, thú đế ngươi là dự định ỉ lại vào ta tốt ha. Xem ở ngươi giúp ta cứu người phân thượng, ta cho ngươi một kiện cổ khí, lại nói nhảm một kiện cũng không có. Ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến, mà lại ta cam đoan lần này ngươi không giết chết được ta, nhà các ngươi người gặp được một cái giết một cái, tính cách của ta ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngươi, thú đế khí tức trên thân thoáng cái cường đại mấy phần, một đôi long nhãn trừng tròn xoe, sắc mặt băng lãnh như thiết, thành nội bầu không khí cũng bị đè nén rất nhiều, rất nhiều đồ gia trưởng lão sát khí nghiêm nghị, liền chờ thú đế ra lệnh một tiếng, động thủ liều mạng. Ông, mười hơi thời gian về sau, một cái truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên, một người mặc trường bào màu vàng óng võ giả truyền tống tới, nhìn thấy huyền thần cung sau hắn lập tức quát khẽ nói thiền tiểu thư nhưng tại. Giang giật có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, Y Thiền lại nghe không đến, hắn lạnh giọng nói ra, nàng ở chỗ này, chuyện gì? Người kia chắp tay quát khẽ nói, gia tộc đưa tin, mời thiền tiểu thư mau trở về Phật Đế Thành, trong tộc có đại sự xảy ra. Ách, Giang giật đem lời ngữ truyền đạt cho Y Thiền, Y Thiền lập tức để Giang giật đem nàng truyền tống ra ngoài, nàng nhìn lướt qua đích thật là Y ra người, truyền âm nói, đã xảy ra chuyện gì? Người kia nhanh chóng truyền âm nói, lúc ra, mã ra, tử ra liên hợp tiến đánh Phật vực, giờ phút này đã công hãm mấy chục thành. Cái gì, y thiền sắc mặt đại biến, nàng con người nhất chuyển nhanh chóng cùng thú đế truyền âm đem sự tình nói một lần, lúc này mới khẩn cầu, đột tiên tiền bối, đại lục tiếp tục như vậy sớm muộn muốn hủy diệt, chúng ta vẫn là trước khác đừng, nội đấu. Ta thay giang giật làm chủ, bồi thường ba kiện cổ khí cho đồ ra, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào. Tốt ha, ta tự cho ngươi mặt mũi này, thú đế nhẹ gật đầu, trong con người đều là kinh nghi cùng ngưng trọng, cửu đế gia tộc có được trí cao vô thượng quyền uy cùng lực uy hiếp. Cái này ba cái thượng cổ gia tộc không phải là điên rồi phải không, lại dám công kích Y-Gia. Y-Thiền trở lại huyền thần cung đem sự tình cùng Giang Giật nói chuyện, Giang Giật cũng không muốn tiếp tục cùng Đồ Gia dây dưa tiếp. Cổ khí hắn có rất nhiều, ít nhất có mấy chục kiện, cho Đồ Gia ba kiện cũng không quan trọng. Bọn hắn trễ trở về một ngày, Y-Gia tự càng nguy hiểm, Phật Đế cùng Phật Hoàng thế nhưng là mang đi rất hơn nửa thần A, Y-Gia cũng không có quá nhiều cường giả tại Đông Hoàng Đại Lục. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quá tiện nghi Đồ Gia chọn ba kiện trông thì ngon mà không dùng được cổ khí ném cho thú đế, lúc này mới lạnh giọng nói ra, giải trừ khóa thần trận đi. Thú đế kỳ thật cũng không thèm để ý cái này ba kiện cổ khí, chỉ là muốn một bộ mặt, hắn đương nhiên sẽ không cùng giang giật đồng quy vô tật, đại lục thế cục giờ phút này càng ngày càng loạn, giống như bọn hắn chết một lần, đồ ra tổ triệt để muốn bị diệt tộc, bán thú tộc cũng tuyệt đối phải bị hủy diệt. Lập tức hắn để cho người ta giải trừ đại trận, Giang giật lập tức khống chế huyền thần cung hướng đông bắc độn thiên mà đi. Lúc ra, mã ra, từ ra nổi điên sao coi như có thể diệt các ngươi gia tộc, lại có chỗ tốt gì chờ ngươi ra ra cùng ngươi phụ hoàng bọn hắn trở về, ba nhà có thể đỡ nổi ra ra ngươi điên cuồng trả thù. Giang giật một bên khống chế huyền thần cung phi hành, một bên kinh nghi mà hỏi. Y thiền trong đôi mắt đều là bối rối, thân thể cũng hơi đang run rẩy, ánh mắt của nàng bên trong đột nhiên nổi lên một trận sương mù. run giọng nói ra cái này ba nhà tại 10 vạn năm trước bị chúng ta gia tộc đã từng chèn ép qua, kém chút diệt tộc, Bọn hắn giờ phút này dám như thế tứ không kiêng sợ trả thù, rất có thể là ra ra của ta bọn hắn xảy ra chuyện. a à, Doãn Nhược Băng vốn còn muốn an ủi Y Thiên, nghe xong lời này thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, Doãn đế thế nhưng là cùng Phật đế cùng nhau a à, giống như xảy ra chuyện, kia những người còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trường 1164, Dạ Hải, theo thú đế thành độn thiên đi Phật vực đi qua gần hơn nửa tháng thời gian, giống như truyền tống, ngày đêm không ngừng nói chỉ cần một hai ngày, nhưng Giang Giật không có khả năng truyền tống, hắn không thể rời đi huyền thần cung, nếu không một khi bị bác đế thú đế bọn người phục kích, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ Giang Giật độn thiên một khoảng cách về sau, để Lý Phi Vũ bọn người mang theo y thiền trước truyền tống đi qua, hắn chậm rãi độn thiên mà đi. Lý Phi Vũ bọn người đi qua, chỉ ít có thể làm cho y ra kháng trụ một đoạn thời gian, chờ Giang Giật đuổi tới vấn đề liền không lớn. Y thiền bọn người vội vàng rời đi, Giang Giật thẳng tắp độn thiên mà đi, không còn tìm kiếm giang vân hải bọn người tà đế thành cùng thú đế thành sự tình đầy đủ đã chứng minh chủ sử sau màn là lợi dụng hắn mà thôi sẽ không thật đem giang vân hải bọn người phóng thích mà coi như hắn muốn đi truy cha cũng truy cha không đến liền thú đế đều truy tung thất bại có thể thấy được chủ sử sau màn thủ đoạn cao minh bằng vào hắn một người căn bản vô dụng chỉ có thể chờ đợi đường ra các loại chờ đại gia tộc truy cha ra manh mối chỉ cần hắn còn có giá trị lợi dụng chỉ cần hắn không chết, Giang Vân Hải bọn người liền là an toàn. Hắn cũng không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, bị người xem như đao sử, y thiền đối với hắn có đại ân, Phật đế đã từng đã cứu hắn, y ra sự tình không thể không quản. Thẳng tắp độn thiên về sau, hắn cái gì đều không muốn để ý tới, vẫn an một hạ ma thiên nhi cùng tô như tuyết, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn bức thiết cần tăng thực lực lên, lần này phía sau màn sứ giả thế lực lớn đến kinh người, coi như cha ra được, bằng hắn chúc thực lực ấy khẳng định cũng diệt sát không được. Tỷ như xác định chủ sử sau màn là Ngao Lư, hắn có thể đánh giết Ngao Lư sau si tâm vọng tưởng. Hắn đi huyền đế các bên cạnh thiền điện, nơi đó có ba bước to lớn thiên hỏa, đây là huyền đế tự tay vẽ, hỏa kỹ so giang giật mạnh hơn nhiều, thậm chí so Phật đế còn mạnh hơn, giờ phút này giang giật nhìn xem là bức hỏa thứ nhất dạ hải. Cái này, giả dạ hải tranh rất đơn giản, chỉ có một vùng biển rộng, trên biển rất bình tĩnh, không có lên một tia gợn sóng. Nơi xa có một tòa tiểu hải đảo, trên hải đảo hai cái phi cầm xoay quanh, đảo trước có một chiếc thuyền lá nhỏ, thuyền sơn một lão giả, chỉ có thể nhìn thấy một đạo còng xuống bóng lưng, nơi chân trời xa còn treo một vòng minh nguyệt, nửa bên trốn ở mây đen bên trong. Trừ cái đó ra tranh chúng cái gì cũng không có, cũng không có cảm giác cái gì đặc biệt đạo vật. Nhưng bức họa này bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt quan sát đoán chừng đều sẽ nội tâm rung động, cảm giác không thể hô hấp, một cỗ khổng lồ uy áp theo tranh bên trong truyền ra, làm người tim đập thình thịch ra tốc, linh hồn khuấy động. Cái này biển cả rõ ràng rất bình tĩnh, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cho người ta cảm giác uy áp tồn tại, nhưng vì sao lại làm cho người cảm giác kinh khủng chẳng lẽ là trong nước ẩn giấu đi cái gì cường đại yêu thú. Giang giật nhìn chằm chằm hình tượng tinh tế quan sát, nhưng hắn tìm khắp cả cả bức họa đều không có tìm được bất luận cái gì yêu thú, ở trên đảo cũng không có ẩn giấu đi yêu thú. Bầu trời kia hai cái phi cầm càng là yếu đến đáng thương, trên thuyền nhỏ lão giả cõng đều là còng xuống, trong tay cầm lưới đánh cá, mặc rách tung tóe, thoạt nhìn như là một cái ngư dân, hắn tìm khắp cả cả bức họa cũng không tìm tới uy thế như vậy từ đâu mà tới. Bức họa này ngoại trừ loại này không hiểu thấu uy áp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đạo vật, sở dĩ muốn cảm ngộ trong bức họa kia ẩn chứa đạo văn, chỉ có thể truy tra trong bức họa kia uy áp từ đó mà đến. Doãn nhược băng đi tới, nhìn thấy gian giật cao mày, đối bức họa này dòng dã nhìn một canh giờ không nhúc nhích, nhẹ giọng nói ra, bức họa này ta cũng nhìn thật lâu, nhưng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ngược lại mặt khác hai bức tranh, ta đều có một ít cảm ngộ, giang giật, nếu không ngươi cũng đi xem mặt khác hai bức tranh đi. Không, bức họa này là đơn độc treo ở bên này, mặt khác hai bức tranh thì là treo ở cùng nhau. Mà lại vị trí này là phía Bắc, cổ ngữ có bác phi tôn thuyết pháp, sở dĩ bức họa này quý giá nhất, bên trong ẩn chứa đạo văn cũng cực kỳ khủng bố. Giang giật không có xem doãn nhược băng, khoát tay áo nói, người đi lĩnh hội đi, ta muốn đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cẩn thận lĩnh hội bức họa này, chờ trong bức họa kia đạo văn lĩnh hội về sau, ta lại ngưng tụ thần phách liền có thể đột phá bán thần. Doãn nhược băng nhẹ nhàng gật đầu không lại quấy giày giang giật, tại một bức họa phía trước lẳng lặng ngồi xếp băng. Giang giật cũng ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại cái này trạng thái dưới cảm giác của hắn lực kinh khủng dị thường, thế mà vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu hơi có chút cảm ứng. Sai, sai, không phải yêu thú, cũng không phải bất kỳ vật gì, cái này uy áp là biển cả truyền đến. Giang giật tại thời khắc này tựa như tiến vào tranh bên trong, hắn cũng không hiểu cảm ứng được uy áp bắt nguồn từ mảnh này lẳng lặng biển cả. Nhưng hắn không nghĩ ra là, bình tĩnh biển cả tại sao lại có uy áp tại sao lại cho người ta cảm giác nguy hiểm. Thời khắc này biển cả tựa như một cái điểm tĩnh thiếu nữ, chỉ làm cho người ôn nhu hài lòng cảm giác. Bầu trời minh nguyệt quang mang chiếu sáng cái này một mảnh hải vực, gió biển trầm chậm, chậm thổi tới, lão giả nhàn nhã bắt cá, phi cầm tại thiên không truy đuổi chiêu đùa, thấy thế nào đều là một bộ dưới ánh trăng cảnh đẹp đồ, như thế nào lại cho người ta ngạt thở cảm giác khủng bố. Không nghĩ ra tổ tiếp tục suy nghĩ, dù sao nơi này đi Phật vực cũng cần hơn nửa tháng thời gian, gấp cũng không gấp được, không bằng an tâm cảm mộ đạo văn, tu luyện nguyên lực, tăng thực lực lên. Giang giật tính cách rất quật cường, hắn quả thực là không đi quan sát còn lại hai bức thiên họa, một lòng cảm ngộ bức họa này. Hắn phi thường tin tưởng vững chắc cảm giác của mình, cái này thiên họa bên trong đạo văn tuyệt đối là tam tinh trở lên, thậm chí có thể là ngũ tinh lục tinh thất tinh đạo văn. Thời gian như lưu thủy, chớp mắt tựu hơn nửa tháng đi qua. Giang giật vẫn như cũ không thu hoạch được gì, hắn cũng thấy có chút nhớ nhung nôn, bất kỳ cái gì một người nhìn chằm chằm một bức họa coi trọng nửa tháng, rõ ràng có thể bắt được một vài thứ, nhưng thủy chung như gió giống như mưa lại giống sương mù nhìn không thấu, loại cảm giác này để cho người ta rất nhức cả trứng, để cho người ta rất phát điên. Hi hi, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, thứ này lại có thể là ngũ tinh đạo văn hì hì, ta rốt cục có thể đột phá bán thần. Đột nhiên, Doãn Nhược Băng ngạc nhiên kêu lên, ánh mắt của nàng cười thành vành trăng khuyết, toàn thân đều yên lặng tại trong vui sướng. Giang giật bị nàng bừng tỉnh, mở to mắt hướng Doãn Nhược Băng nhìn lại, cái sau chạy vội tới ôm lấy hắn, đại hỉ nói ra, Giang giật, ta rốt cục cảm ngộ, cái này ngũ tinh đạo văn ta nhập môn, ta sắp trở thành bán thần. Lợi hại, nhà ta Nhược Băng lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi nếu là đột phá bán thần, Ngươi chính là đại lục đệ nhất thiên tài. Giang giật giơ ngón tay cái lên, Doãn Nhược Băng càng cười thành một đóa hoa, chẳng qua nếu như Doãn Nhược Băng có thể đột phá bán thần, nàng đích xác năng lực áp chiến thiên lôi tả phi đám người, tuổi của nàng thế nhưng là so Giang giật còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Nào có, ngươi liền sẽ lừa nhân ra, Doãn Nhược Băng có chút thẹn thùng núp ở Giang giật trong ngực, vậy tiểu nữ người kiều mị để Giang giật thấy thình thịch tâm động. Nhưng Doãn Nhược Băng phát giác được Giang giật phía dưới dị động, vội vàng chạy như bay, liếc một cái giang giật nói người cũng chớ làm loạn ta sẵn còn nóng rèn sắt lĩnh hội cái này đạo văn người cũng đừng đến quấy dày ta người tên tiểu yêu tinh này một mực phóng hỏa mặc kệ cứu hỏa a à. giang giật không dám làm loạn dù sao doãn nhược băng tu luyện hơi trọng yếu hơn hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài khống chế huyền thần cung bay ra ngoài nghĩ điều tra thoáng cái huyền thần cung bay đến cái nào theo tính được hẳn là rời đi phật vực không xa a à, hắn thần thức tại phương viên trăm vạn lý dò xét một lần sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn tại Đông Bắc bên cạnh trăm bên ngoài vạn dặm dò xét đến mấy trăm vạn đại quân, những đại quân kia ngay tại công kích một tòa đại thành. Thành trì vòng bảo hộ đã công phá, thành nội chỉ có mấy chục vạn quân đội, cường giả cũng ít đến đáng thương. Nếu như không có ngoài ý muốn, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là vô tình bị giết chết. Là y ra người, sang giật thoáng cái trở nên đằng đằng sát khí, huyền thần cung nhanh chóng biến mất tại vết nứt không gian bên trong, hướng chiến trường bay đi chương 1165, để vẫn là không cho. Giang giật hoàn toàn chính xác đã tới y ra bốn vực, bất quá không phải Phật vực, mà là phía nam Phật quang vực, giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác có đại quân tại công kích y ra thành trì. Đây là Phật quang vực một tòa đại thành, thành nội con dân đã sớm rút lui, chỉ để lại mấy chục vạn quân đội, còn có một số không chịu ly biệt quê hương lão giả. Thành nội chiến đấu cũng không kịch liệt, bởi vì hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Y ra chỉ có bốn người vạn đại quân, không có một cái nào bán thần, thiên quân đoán chừng cũng chỉ có 10 vạn người, còn lại đều là kim cương cảnh. Trái lại một bên khác, dẫn đội là hai tên bán thần, thiên quân đỉnh phong ít nhất có mấy vạn, đại quân số lượng càng là đạt đến 300 vạn. Bên này bán thần đều không có công kích, xa xa lơ lửng giữa không chung, nhìn xem một đám thiên quân đỉnh phong đổ thành. Bên này đại quân thiên quân đỉnh phong liên thủ phóng thích công kích, phô thiên cái địa công kích đem thành trì đều che mất thành nội mấy chục vạn đại quân chỉ là mấy vòng công kích chỉ còn lại không đến một nửa người thành nội đều là tàn thi tiền huyết nhuộm đỏ đường đi hội tụ thành sông tựa như địa ngục hưu phía đông số vạn lý không gian bên ngoài ở giữa rung động kịch liệt một tòa đen nhánh cung điện bay ra hóa thành một đạo lưu quang bay vụt mà đến phía trên cung điện hư không cũng có chút rung động một cái hư ảnh xuất hiện chính là giang giật hắn nguyên lực quán chú hét lớn toàn bộ dừng tay bên này hai tên bán thần đôi mắt co rụt lại lập tức kinh hô lên, là giang giật. Những công kích kia đại quân cường giả toàn bộ ngừng công kích, y ra còn sót lại quân đội thì lập tức đại hỉ, nhao nhao hướng huyền thần cung yên tâm bay đi, trên mặt đều là ủy khuất cùng vui sướng, tựa như một cái bị khi phụ hài tử nhìn thấy trưởng bối của mình tới. Giang công tử tới, chúng ta được cứu rồi. Giang công tử, người muốn thay chúng ta báo thù A, đám này ác ma đã đổ gần trăm cái thành trì, Hừ hừ, lúc ra tử ra mã ra những này tạp toái thừa dịp chúng ta tộc trưởng cùng gia tộc đại cung phụng bọn họ không tại tùy ý công thành, chờ tộc trưởng trở về, nhất định muốn đem bọn hắn ba nhà chém tận giết tuyệt. Không cần tộc trưởng, giang công tử cùng thiền tiểu thư là bằng hữu hắn nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Những cái kia chạy trốn rời đi y ra con em quân đội toàn bộ phẫn nộ hét lớn, một mảnh rối bời, giang giật nghe được đau cả đầu, trầm giọng nói ra, yên tĩnh. Giang giật rất có lực chấn nhiếp, khắp nơi lập tức hoàn toàn yên tĩnh, huyền thần cung bay tới, ngân tại y ra võ giả phía trước, giang giật hư ảnh ánh mắt nhìn về phía xa xa hai tên bán thần trầm giọng nói ra, các ngươi vì sao công kích y ra bốn vực, tùy ý đổ sát dân chúng vô tội đại lục còn chưa đủ loạn sao. Ha ha ha, một tên bán thần lão giả bay ra mấy trượng, đùa cợt nói ra, giang giật, câu nói này nếu là người khác nói còn không có buồn cười như vậy, người nói lại buồn cười đến cực điểm. Ngươi là thân phận gì, Người dựa vào cái gì thay y ra ra mặt đây là chúng ta cùng y ra chính là ân oán cá nhân, mắc mớ gì tới ngươi còn có. Ngươi giết người còn thiếu sao ngươi tại chiến đế thành tà đế thành thú đế thành tùy ý đổ sát thời điểm, tại sao không nói đại lục không đủ loạn chẳng lẽ lại ngươi muốn làm chính nghĩa sứ giả lại nói thành nội đều là y ra quân đội, chúng ta lúc nào đổ sát qua bình dân. Ê, bán thần lão giả một phen nói đến giang giật á khẩu không trả lời được, hắn giết người xác thực cũng rất nhiều, thanh danh của hắn tại Đông Hoàng Đại Lục rất thúi, là không có tư cách gian dạy nhân ra giết người bất quá thế giới này vốn không có đúng sai cũng không có đạo lý nắm đấm mới là đạo lý quyết định lúc trước người khác ức hiếp hắn đuổi giết hắn thời điểm chưa từng cùng hắn nói qua đạo lý dù sao hắn thanh danh đã xấu hắn cũng không quan trọng phật đế cùng y thiền đều đối với hắn có đại ân giờ phút này phật đế bị nhốt phật hoàng cùng y ra cường giả cũng không tại hắn nhất định phải giúp y ra vượt qua lần này kiếp nạn hắn lạnh giọng mở miệng nói ta mặc kệ các ngươi ân oán không ân oán ta thiếu y thiền tiểu thư hai cái nhân tình. Giờ phút này nàng để cho ta giúp y ra, sở dĩ các ngươi hoặc là thối lui, hoặc là ta chỉ có thể cùng các ngươi khai chiến. Ha ha ha, tên kia bán thần ngửa mặt lên trời cười như điên nói, giang giật, ngươi thật sự coi chính mình là chúa cứu thế, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ ngươi có biết lần này có bao nhiêu gia tộc liên thủ lần này không chỉ có riêng là ba nhà chúng ta, còn có hơn 30 đại gia tộc liên thủ. Mười vạn năm trước y ra kia một đời đại đế bạo ngược hiếu sát, đã từng muốn âm thầm khống chế Đông Bắc sở hữu đại vực, không phục gia tộc toàn bộ chèn ép tàn sát, lần này chúng ta liên thủ chính là vì báo thù. Giang giật ngươi nhất định phải cùng chúng ta mười mấy cái gia tộc là địch. Giang giật không sợ nhất uy hiếp, mà lại cửu đế gia tộc đều không phá được huyền thần cung, những này thượng cổ thế gia có thể giang giật không tin tưởng, hắn lạnh giọng nói ra, mười vạn năm trước sự tình, ta không muốn nghe, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, ta chỉ muốn bảo trụ y ra, Phật đế sau khi trở về việc này ta tự mặc kệ, Phật đế ha 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 ha, kia bán thần lại cười to lên, một tên khác bán thần nói tiếp, giang giật, nói thật cho ngươi biết đi, Phật đế không về được, Phật đế đã chết. Không chỉ là Phật đế, doãn đế, dạ hậu, hiên đế toàn bộ chết tại Hắc Hải. Phật hoàng bọn người đi cứu bọn hắn, cũng đã chết. Y ra không cứu nổi, người cũng đã biết chúng ta mười mấy cái đại gia tộc liên hợp bao nhiêu đại quân 50 triệu, dòng dã 50 triệu, người có thể đem cái này 50 triệu đại quân đều đánh chết. Cái gì? không chỉ là giang giật, toàn bộ y ra con em sắc mặt đều đại biến, giang giật càng là đầy mắt không dám tin. Phật đế là cửu tinh cường giả, trong lòng hắn kia là vô địch biểu tượng, làm sao có thể chết đi còn có giả hậu hiên đế doãn đế Phật Hoàng, như thật toàn bộ chết rồi, toàn bộ thế giới tự lộn xộn nhân tộc còn tự thật không có hy vọng, sẽ triệt để diệt thế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, rất nhanh cường ngạnh tỉnh táo lại. Rất khẳng định nói ra, Phật đế bọn hắn làm sao lại chết nhiều như vậy trí cường giả, ai có thể giết chết nàng bọn họ người đây là tung tin đồn nhảm. Tung tin đồn nhảm, hai tên bán thần đều cười nhạo, một người cười lạnh nói ra, giang giật ngươi dùng cái mông ngấm lại, giống như Phật đế không chết, Phật hoàng cùng nhiều như vậy bán thần không chết, chúng ta dám báo thủ sao nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta gia tộc trưởng đã được đến tin tức xác thật, còn có chứng cứ chứng minh bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Ngươi nếu muốn giúp y ra, vậy chỉ có thể cùng chúng ta mười mấy cái gia tộc là địch, tự gánh lấy hậu quả. Chứng cứ chứng cứ gì, Giang giật con người nhất chuyển, rất nhanh giật mình tỉnh lại, nói các ngươi khẳng định là bị người châm ngòi, kia chứng cứ là giả, rõ ràng là có người đang chọn lên đại chiến, để đại lục triệt để đại loạn, Phật đế bọn người không có khả năng chết đi. Ha ha ha, chúng ta mới mặc kệ châm ngòi không châm ngòi. Nói chuyện bán thần lắc đầu nói, chúng ta tận mắt thấy Phật đế kim cương sử, giả hậu ngọc nữ phiến, hiên đế thánh hoàng kiếm, doãn đế hiên viên đỉnh. Những này đều là mấy người bọn hắn lão gia hỏa thành danh binh khí, giống như bọn hắn không chết bọn hắn cổ khí làm sao lại bị người đoạt được giang giật, một câu ngươi để vẫn là không cho, không cho chúng ta 36 gia tộc tự cùng ngươi ăn thua đủ. Ngươi đừng tưởng rằng có huyền thần cung bao nhiêu ghê gớm, chúng ta rất nhiều thượng cổ thế gia có thần thông bí thuật vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi dám giúp y ra, chỉ có một con đường chết. Bá bá bá, giang giật cùng y ra cường giả sắc mặt toàn bộ trở nên trắng bệch, không còn có một tiêu huyết sắc. Mấy cái này gia tộc thật là bị người châm ngòi, bọn hắn cũng biết là bị người châm ngòi, hai cái này bán thần hẳn không phải là nói ngoa. Đã bọn hắn có thể tận mắt thấy Phật đế dạ hậu hiên đế doãn đế đám người cổ khí, vậy nói rõ những người kia rất có thể thật đã chết rồi, nếu không binh khí làm sao lại bị người đem tới tay. Hạo kiếp, thật là hạo kiếp tới. Giang giật vô lực nhắm mắt lại, Phật đế bọn người chết một lần, bắc đế chiến đế thú đế tả đế bọn người các quét trước cửa tuyết, liền không còn có người có thể ngăn cản phía sau màn hắc thủ kế hoạch phía sau màn hắc thủ đã có thể giết chết Phật đế, kia có năng lượng tri đại đã vượt qua hắn tưởng tượng, một mình hắn một mình khó chống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên tinh giới từng bước một đi hướng hủy diệt. chương 1166, thay y thiền nhặt xác. Bất kể có hay không sẽ là hảo kiếp, mặc kệ Phật đế bọn người là đều chết đi, giang giật không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể trước bảo trụ y ra lại nói. Hắn đôi mắt dần dần trở nên kiên định, trầm hống, không có ý tứ, y ra ta nhất định phải bảo trụ, một câu lui không lùi không lùi ta chỉ có thể nói xin lỗi. Giết, đối diện bán thần không có nửa điểm do dự, vung tay lên, hơn 300 vạn đại quân đồng thời bắn ra nguyên lực đạo văn công kích, kia bán thần cũng giống giận, giang giật, người dám giết chúng ta liên quân một người, người chính là địch nhân chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết. Xuy suy ầm ầm, u u, hơn 300 vạn đại quân đồng thời phóng thích công kích khủng bố đến mức nào người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, kiệp phô thiên cái địa công kích, tựa như đem vùng trời này nổ sụp, kinh khủng uy áp để y ra còn lại 20 vạn đại quân toàn bộ ngạt thở. Bọn hắn đều choáng váng, trơ mắt nhìn xem công kích vô thiên cái địa mà đến, lại không biết thối lui. Toàn bộ triệt thoái phía sau, giang giật bạo tiếng giống vang lên, hắn ở giữa không trung hư ảnh cũng biến mất, huyền thần cung hóa thành một đạo lợi kiếm hướng phía trước phóng đi. Đối mặt mấy trăm vạn người công kích, huyền thần cung giống như là một diệp hướng kinh đào hải lãng phóng đi thuyền con. Ghi ra 20 vạn đại quân cũng rốt cuộc giật mình tỉnh lại, những cái kia thiên quân đỉnh phong vội vàng bắn ra ngăn tại phía trước, đồng thời nghiêm nghị quát to, rút lui, mau bỏ đi lui. Dầm dầm dầm, rất nhiều người lui đến vẫn là quá chậm, liên quân thiên quân đỉnh phong nhiều lắm, mặc dù kia hai tên bán thần không có công kích, nhưng chỉ bằng thiên quân đỉnh phong công kích sẽ rất khó ngăn trở. Một vòng này công kích phía dưới, 20 vạn đại quân ngoại trừ những cái kia thiên quân bên ngoài, còn lại kim cương võ giả toàn bộ ngã xuống. Mã lạc qua bích, Giang giật nhìn thấy nơi xa ít nhất có 10 vạn người lại hóa thành huyết vụ, lập tức nổi giận. Hắn không có ở đây sẽ không cảm thấy áy náy, hắn ở tình huống dưới đối phương ở ngay trước mặt hắn chém giết y ra 10 vạn người, cái này khiến hắn làm sao đi gặp y thiền. Lập tức huyền thần cung hóa thành một đạo tia chấp màu đen tại liên quân trong đại quân bay đi, lít nha lít nhít đại quân bị huyền thần cung bay qua, trong nháy mắt thanh ra một đạo trăm trượng rộng thông đạo, phàm là bị huyền thần cung đụng vào thiên quân kim cương võ giả lập tức hóa thành bột mịn. Bởi vì liên quân người bên kia rất rất nhiều, sở dĩ đầu này thẳng tắp thanh lý xuống tới, ít nhất đánh chết một hai ngàn người. Đi, huyền thần cung sông ra đại quân phương trận về sau, Giang giật lập tức chuyển hướng lại hướng đại quân cắt mà đi, huyền thần cung giờ phút này tựa như một con voi sông qua dày đặc bầy cừu, bầy cừu căn bản là không có cách ngăn cản, nhẹ nhõm bị nghiền ép, bị đâm chết, bị dẫm chết. Tản ra, rút lui, hai tên bán thần nhìn qua bị huyền thần cung làm cho đại loạn đại quân, liếc nhau ra lệnh. Tiếp tục như vậy căn bản không có cách nào đánh, cho Giang giật đồ sát xuống dưới, mấy trăm vạn đại quân cũng có thể nhẹ nhõm đồ sát. Càng là dày đặc hắn đồ sát đến càng nhanh, đây chỉ là mười mấy hơi thở thời gian gần vạn người tự bị hắn chu diệt. Hiu hiu hiu, liên quân thu được mệnh lệnh lập tức hóa thành chim thú hình dáng bốn phía tản ra, trên trời dưới đất khắp thế giới chạy trốn, khắp nơi đều là người tựa như châu chấu. Giang giật thần thức hóa chặt hai tên bán thần, huyền thần cung hóa thành hắc sắc lôi điện phóng đi nhưng hai tên bán thần rất thông minh, vọt thẳng vào dưới mặt đất, mà lại là tách ra đào tẩu, lộ tuyến còn không phải thẳng tắp, như rắn đi quanh co khúc khuỷu. Giang giật chỉ có truy truy một người, khóa chặt hắn một đường bay đi, tới gần hắn ngàn trượng lúc người kia cũng không còn cách nào tránh né, hắn chỉ là lục tinh cường giả, cùng huyền thần cung tốc độ so sánh chênh lệch quá xa. Giang giật, người dám giết ta, người tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tên kia bán thần thần thức dò xét đến huyền thần cung hóa thành màu đen cự thú vào tới, sẽ đem hắn nhìn thành mảnh vỡ lập tức nổi giận giống to giang giật thần sắc không có nửa điểm biến hóa tương tự uy hiếp hắn nghe qua nhiều lắm hắn một khi động sát tâm tuyệt đối cái gì đều mặc kệ thiên vương lão tử theo giết không sai ầm um, bán thần bị huyền thần cung đụng vào thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt ngay sau đó thân thể cũng nổ thành mảnh vỡ cái này bán thần kêu thảm đều chưa kịp tự bị chém giết ầm um, huyền thần cung phá đất mà lên giang giật thần thức tại bốn phía quét tới nhìn thấy khắp thế giới đảo binh cũng không biết hướng bên nào truy sát. Giang công tử y ra một tên đại thống lĩnh Bạo Hống, giang giật khống chế Huyền Thần cung dừng lại, đại thống lĩnh bay vụt mà đến quỳ một chân xuống đất, quát khẽ công tử, đừng đuổi giết, người vẫn là đi khác đừng địa phương trước nghĩ cách cứu viện đi. Nhất là Phật vực bên kia chiến sự nghiêm trọng hơn, thiên tiểu thư bọn người sợ là không ngăn được, liên quân chia làm 10 con đại quân đồng thời tại tiến công, bên này đại quân bị công tử đánh tan, thời gian ngắn rất khó chịu tập lại. Tốt, giang giật truyền lời ra ngoài ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thả ra thần niệm bắt đầu dò xét phương viên năm ngàn vạn dặm xác định liên quân công kích lộ tuyến rất nhanh hắn tại trăm bên ngoài vạn dặm lại phát hiện một cái liên quân kia liên quân vừa mới phá một thành trong thành chỉ thây chất thành núi máu chảy thành sông rõ ràng vừa mới bị đồ thành liên quân chính hạo hạo đung đưa hướng xuống một cái đại thành bay đi suy suy giang giật lập tức khống chế huyền thần cung độn thiên trong lòng âm thầm tính toán thời gian cùng độn thiên khoảng cách nửa nén hương sau huyền thần cung phá không mà ra hắn thần niệm quét qua phát hiện rời đi liên quân chỉ có số vạn lý, cũng không còn độn thiên, khống chế huyền thần cung bay đi. Huyền thần cung là giang giật, cái này liên quân đồng dạng có hai tên bán thần, còn có 300 vạn đại quân, nhìn thấy huyền thần cung bay tới toàn bộ người nhất thời ngừng phi hành, khóa chặt huyền thần cung. Lần này giang giật liền hư ảnh đều chẳng muốn ngưng tụ, trực tiếp truyền lời ra ngoài, ta muốn bảo trụ y ra, các ngươi hoặc là thối lui, hoặc là ta chỉ có thể động thủ. Phi, liên quân bên trong một tên bán thần, cười lạnh nói ra, giang giật, người thì tính là cái gì chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bảo trụ y ra. Hưu, nói còn chưa nói huyền thần cung đã phá không mà đến, giang giật câu nói kế tiếp đều chẳng muốn nghe, đã ngoan cố mất linh vậy liền giết lại nói. Lần này hắn khóa chặt đối phương hai tên bán thần, muốn đem bán thần giết lại đổ sát đại quân. Bất quá cái này hai tên bán thần cũng không phải ngớ ngẩn, một cái lập tức hướng thiên thượng, một cái hướng dưới mặt đất chạy như bay, một người còn bạo hống, toàn bộ công kích, đem huyền thần cung đập bể giết chết giang giật mấy trăm vạn người kinh hoàng lung tung phóng thích công kích nhưng huyền thần cung lướt qua một đạo đường cong hướng bầu trời bay đi tránh khỏi đại đa số công kích đuổi sát tên kia bán thần mà đi ầm um, huyền thần cung nhẹ nhóm đuổi kịp đem kia bán thần đụng thành thịt nát huyền thần cung tiếp theo hướng phía dưới đại quân bay đi lần này không cần liên quân thống soái hạ mệnh lệnh mấy trăm vạn đại quân hóa thành chim thú chạy trốn mà đi huyền thần cung quá dọa người bán thần đều có thể nhẹ nhóm đâm chết giang giật hung danh cũng quá đựng ai cũng không muốn chết. Giang giật lần này không có dừng lại, chọn vẹn truy sát thời gian một nén nhang, chém giết liên quân mấy vạn người, triệt để đem liên quân đánh chúng quân lính tan rã sau lúc này mới dừng lại. Hắn tiếp tục lợi dụng thần niệm dò xét, lần này dò xét đến hai cái liên quân, còn có một cái đặc biệt cường đại khoảng chừng 6 triệu người, bán thần cường giả cũng ít nhất có 50 người. Giờ phút này chỉ đại quân chính vây quanh một tòa chủ thành, thành nội đại quân cũng rất nhiều, giang giật tại trên tường thành dò xét đến một đạo thân ảnh yểu điệu, kia mái tóc màu tím dị thường dễ thấy. Là y thiền, lúc đầu mấy chục vạn lý còn có một cái liên quân, nhưng Giang giật lập tức lựa chọn độn thiên đi 300 ngoài vạn giảm tòa kia chủ thành. Bên kia bán thần nhiều như vậy, tuyệt đối là liên quân chủ lực, hắn như đi trễ, nói không chừng chỉ có thể thay y thiền bọn người nhặt xác. chương 1167, Phật Thành, chết ra ra chết phụ hoàng chết tam Gia Gia bọn hắn đều đã chết. Phật cười trên thành, y thiền giờ phút này đột nhiên có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Tử gia thiếu tộc trưởng giờ phút này cầm Phật đế kim cương sử, Phật đế thật lâu không mang lấy cái này cổ khí, lần này ra ngoài lý do an toàn mang tới kim cương sử. Bảo vật này căn bản không có khả năng giả tạo, y thiền liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thiên tiểu thư, tử gia thiếu tộc trưởng tử phong thiên tướng mạo rất không tệ, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, cùng hắn cái tên này rất không xứng đôi, ánh mắt của hắn u u khóa chặt y thiền cười nói, Phật đế đám người đã đi về cõi tiên, chúng ta 36 gia tộc liên hợp lại, y gia nhất định diệt phong, Xin ngươi đừng làm vô vị chống cự, đầu hàng đi, ta cam đoan các ngươi không chết, cũng cam đoan tuyệt không lạm sát các ngươi y gia tộc nhân." Tử Phong Thiên rõ ràng đối Y Thiền có ý tưởng, đương nhiên đổi lại bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều đối Y Thiền đều có ý tưởng, vị này chính là thập đại mỹ nữ xếp hạng đệ nhị tuyệt đại hồng nhan, bất kỳ cái gì nam tử đều nghĩ bóc mặt nạ của nàng, để nàng thần phục tại chính mình dưới hông, cái này so chinh phục thiên hạ khoái cảm còn mãnh liệt hơn. Y Thiền không có trả lời, nàng cả người trong đầu trống rỗng. Phật đế Phật Hoàng tin chết để nàng không thể nào tiếp thu được, giờ phút này nàng còn có thể đứng tại trên tường thành không có ngã xuống, đã coi như là đáng quý. Tử phong thiên đợi một hồi, hơi không kiên nhẫn, quát khẽ nói, thiên tiểu thư, cuối cùng hỏi ngươi một tiếng, hàng hay là không hàng. Phật cười thành vừa vỡ, đằng sau liền là Phật đế thành, đến lúc đó các ngươi y ra chỉ có thể diệt tộc. Y thiền rốt cuộc bị giật mình tỉnh lại, nàng ánh mắt ở bên người đầy mắt tuyệt vọng y ra cường giả trên mặt đảo qua, tại đau đến không muốn sống áo thật, áo thiện đám người trên mặt đảo qua, nàng khe khẽ thở dài hướng Lý Phi Vũ ngũ trưởng lão bọn người nói ra, Lý Tiền Bối, ngũ trưởng lão các người đi đầu truyền tống rời đi đi, việc này cùng các người không quan hệ, chúng ta không đường có thể lui, chỉ có chiến tử y ra con em, không có đầu hàng y ra thứ hèn nhát. Lý gia bán thần có chút trần chờ, liên quân bán thần nhiều lắm, nhiều mấy người bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể chết theo. Bọn hắn chết không sao, thế nhưng là lý gia làm sao bây giờ long ra thế nhưng là nhìn chằm chằm a, à bọn hắn chết một lần Lý gia tuyệt đối bị diệt. Ha ha, Lý Phi Vũ lại cười nhạt một cái nói, không phải Phật đế ta Lý Phi Vũ đã sớm chết, Lý ra cũng đã sớm diệt phong. Hôm nay y ra gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn thiền tiểu thư đừng muốn nhiều lời, muốn chết cùng chết. Ngũ trưởng lão một bộ váy lụa màu bồng bình, cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ nghe công tử mệnh lệnh, công tử đã để cho ta bảo hộ thiền tiểu thư, người không lùi ta lại như thế nào có thể lui. Y thiền cảm kích hướng mọi người cúi đầu không còn khuyên nhiều, nàng quát khẽ nói, mở ra vòng bảo hộ, sở hữu võ giả nghe lệnh, phía sau liền là Phật đế thành, giống như Phật cười thành thủ không ở, chúng ta tộc nhân sẽ gặp huyết tẩy cùng đồ sát, chúng ta không có đường lui, liều chết một trận chiến đi. Liều chết một trận chiến, toàn bộ y ra võ giả bạo hống, y thiền mặc dù không phải thiếu tộc trưởng, nhưng ở y ra địa vị gần với Phật Hoàng phía dưới. Nàng đã hạ lệnh, tất cả mọi người cũng không có chút gì do dự, vòng bảo hộ nhanh chóng mở ra, thành nội 200 vạn đại quân hướng ra phía ngoài chen chúc mà đi. Giết, y thiền trên thân lôi điện lấp lánh, trong tay cầm một cái xinh đẹp trường kiếm, kia là giang giật đưa cho nàng cổ khí, cổ khí bên trên quang mang bùng lên, đột nhiên một bổ, một cái to lớn thất thải phượng hoàng dị thú hư ảnh gào thét mà ra, hướng phía trước mấy trăm vạn đại quân vào tới. Lý Phi vũ trong tay cũng cầm một kiện cổ khí, kia là một cái to lớn thiết côn, hắn đột nhiên hướng bầu trời một đập, cổ khí kéo dài vô hạn, biến thành một cái kình thiên cự côn mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng hướng phía trước nện xuống. Băng long phệ hồn, ngũ trưởng lão thả ra nàng ngũ tinh đạo văn, một đầu to lớn băng long gào thét mà đi, để bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần, bốn phía bầu trời chấn động. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết, tử phong thiên lại là liên quân tổng chỉ huy, trong tay hắn kim cương sử vung lên, mấy trăm vạn đại quân động, bên trong mười mấy tên bán thần cũng nhao nhao tìm kiếm y thiền bên kia bán thần công kích. Tử phong thiên khí thế tăng vọt thế mà cũng là bán thần thực lực, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào y thiên, trong mắt đều là tham mộ chi sắc, hận không thể đem y thiên nuốt vào, hắn quát lạnh, y thiên, người như rơi vào trong tay ta, bản công tử chắc chắn để người cảm thụ hạ ta tử ra nam nhi đặc thù giường kỹ. ầm ầm, cường giả song phương đều thả ra tối cường đạo văn công kích, hai bên đại quân cũng đồng thời công kích, Phật cười ngoài thành trở thành say thịt tràng. Nhiều như vậy cường đại công kích, thảm nhất chính là song phương kim cương võ giả. Cái này cấp bậc võ giả không có thần thuẫn, một khi bị đánh chúng thân thể đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Bầu trời rất nhanh rơi ra huyết vô cùng thịt mưa, loại này đại quy mô chiến đấu tàn khốc nhất, một khi khai chiến cũng không có đường sống vẹn toàn, chỉ có đem đối phương triệt để đánh tan, một khi một phương có thoái ý, cuối cùng kết cục sẽ là chết. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xé gió, các loại quỷ dị công kích chói tai tiếng rít liên tiếp, không đến thời gian một nén nhang, song phương cộng lại tử thương võ giả số lượng vượt qua trăm vạn, võ giả quân đội quá dày đặc, cái này hoàn toàn là đối hao tổn. Rất rõ ràng, y ra bên này rõ ràng tử thương càng nặng nề hơn một chút, y ra bị Phật đế Phật Hoàng mang đi hơn 20 tên bán thần, chỉ còn lại không tới 20 cái bán thần. Tăng thêm lý phi vũ bọn hắn cũng chỉ có hơn 20 cái, bên kia bán thần là bên này gấp 2, mà lại rõ ràng có thất tinh bát tinh cường giả, liên quân quân đội so y ra càng là nhiều gấp 3, y ra sao có thể địch. Xong, giang giật, người làm sao còn chưa tới, Y thiền nhìn xem y ra con em từng cái chết đi, nội tâm đang dỉ máu, nàng ánh mắt nhìn về phía phía nam, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Suy suy, một đạo tiếng xé gió theo phía nam truyền đến, ngay sau đó một đạo kinh thiên bạo tiếng giống vang lên, toàn bộ rừng tay. Chanh chanh, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, đúng là thần âm thiên kỹ, cái này thần âm thiên kỹ thông qua huyền thần cung dao động phát ra, thanh âm lớn mấy phần, thoáng cai chân áp rất nhiều kim cương thiên quân võ giả, bất quá khoảng cách quá xa đối với bán thần còn không có ảnh hưởng. Huyền thần cung, thần âm thiên kỹ là giang giật, liên quân bên này rất nhiều mặt người sắc biến đổi, bên này bán thần cũng đầy mặt ngưng trọng, giang giật cùng y thiền một mực mập mờ không rõ, giờ phút này hắn có thể xuất hiện không xuất chúng nhân ý dự đoán bên ngoài, bọn hắn không nghĩ tới chính là giang giật tới nhanh như vậy, tới như vậy quả quyết. Công tử, giang tiểu huynh đệ, ngũ trưởng lão cùng Lý Phi Vũ trên mặt cũng lộ ra nét mừng, giang giật lại không đến bọn hắn sẽ phải vẫn lạc. Giang giật tới bọn hắn cũng liền triệt để an toàn, lập tức sở hữu bán thần đều lui ra phía sau, vây ở y thiền bên người. Hắn rốt cuộc đã đến, y thiền trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, bi thống vạn phần trong con người cũng nhận được một tia an ủi, nàng si ngốc nhìn qua huyền thần cung, giờ khác này cũng không hiểu cảm giác dị thường mỏi mệt. Nửa tháng này đến, nàng chỉ huy y ra quân đội cùng liên quân khai chiến ít nhất có mấy chục lần, như giang giật còn chưa tới Phật cười thành một hủy, Phật đế thành cũng nhất định hủy diệt, y ra cũng liền triệt để bị diệt tộc rút lui, nàng khẽ kêu, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Giang Giật. Nàng tự tin có Giang Giật tại, bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể giải quyết, cái này nam nhân thế nhưng là liền chiến đế bắc đế thú đế bọn người e ngại tồn tại. Rút lui, toàn bộ lui về Phật Thành, để y thiền bọn người kinh ngạc là tử phong thiên không đợi Giang Giật bay tới lập tức hạ lệnh rút lui, mấy trăm vạn đại quân hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, những cái kia bán thần cũng toàn bộ bắn vào dưới mặt đất. Vẹn vẹn mười hơi thời gian, tất cả bán thần đều trốn sạch. Mà lại bọn hắn rút lui lại là Phật vực phía Tây Phật Thành, mà không phải biên giới Tây Nam bọn hắn cương vực bên trong y thiền cùng rất nhiều y gia cường giả đều một mảnh ngạc nhiên. chương 1168, đơn đao đi gặp. Giang giật khống chế huyền thần cung bắn nhanh mà đến, đánh chết mấy ngàn quân đội, đang chuẩn bị phóng đi dưới mặt đất truy sát liên quân bán thần. Y thiền con người nhất chuyển quát khẽ, giang giật, đừng đuổi giết, cẩn thận có trá. Liên quân bên kia có một cái bát tinh cường giả, là tử gia đệ nhất cung phụng, bọn hắn vốn có thể bốn phía tản ra phóng đi y ra trong đại quân, để Giang giật không cách nào công kích. Nhưng Giang giật vừa đến đã rút lui, mà lại rút lui phương hướng hoàn toàn không đúng, y thiền sợ có trá vội vàng gọi lại Giang giật. Chỉ cần liên quân lui, Giang giật tới, còn lại sự tình có thể bàn bạc kỹ hơn. ầm um, huyền thần cung tử dưới đất phá đất mà lên, Giang giật thần thức quét qua, gặp y thiền bọn người một cái không chết không có tổn thương có chút giải sầu, cũng ám đạo may mắn hắn lựa chọn đến bên này, nếu không hậu quả khó mà lường được hưu hắn khống chế huyền thần cung bay qua đem y thiền lý phi vũ ngũ trưởng lão bọn người thu vào huyền thần cung lúc này mới trầm giọng nói ra còn có mấy cái liên quân tại công thành chúng ta đi trước ổn định thế cục đem liên quân đánh lui lại nói ừm y thiền nhẹ gật đầu để giang giật đem hắn truyền tống ra ngoài cho y gia cường giả hạ mấy cái mệnh lệch để bọn hắn nguyên địa đóng giữ bốn phía dò xét tình báo lúc này mới lại tiến vào huyền thần cung a à, giang giật thần niệm dò xét một phen phát hiện mấy chục bên ngoài vạn dặm cái kia đại quân ngay tại rút lui, mà lại rút lui phương hướng thế mà cũng là phía tây. Hắn hiếu kỳ nói ra, bên kia một đội đại quân bắt đầu rút lui, rút lui phương hướng cũng là phía tây, có muốn đuổi theo hay không giết. Mặc kệ bọn hắn, đi trước phía bắc, nhìn xem tình huống bên kia. Y thiền nghĩ nghĩ mở miệng nói, giang giật khống chế huyền thần cung độn thiên đi phía bắc, kết quả một đường dò xét qua đi, phát hiện tất cả liên quân đều rút lui, toàn bộ hướng Phật Thành thối lui. Dò xét bốn cái đại quân, Y thiền để giang giật ngừng lại, nàng truyền tống ra huyền thần cung bay thấp đi tới vừa mới tòa đại thành, thông qua y ra tình báo hệ thống dò xét một phen, rồi mới trở về nói ra toàn bộ đại quân đều lui, đều đi Phật thành. Phật thành tại Phật Sơn phụ cận đó là các ngươi gia thành chỉ vẫn là vũ gia giang giật nghi ngờ hỏi. Là nhà chúng ta phía tây một tòa chủ thành, y thiền giải thích nói, bất quá cái này thành trì luân hãm rất lâu, có tầm một tháng đi, cái này 30 lục tộc liên quân vì sao thối lui Phật thành đã không dám vào công, vì sao không lui về bọn hắn cương vực Y thiền cũng nghĩ không thông Nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra Về trước Phật đế thành đi Xác minh tình huống lại nói Giờ phút này y ra quần long vô chủ Ra ra phụ hoàng sinh tử chưa biết Ta không quay về trong tộc khẳng định hội đại loạn Người ca ca bọn hắn không phải có đây không Giang giật có chút thương tiếc nhìn qua Y thiền nói Những chuyện này ngươi một cái nữ hài tử không cần thiết đi đảm đương Yên tâm đi Phật đế bọn hắn chiến lược kinh thiên Khẳng định người hiền tử có thiên tướng Y Thiền ngươi không nên quá bi quan, hết thảy có ta. Câu nói sau cùng để Y Thiền thân thể mềm mại run lên, nàng nhắm mắt lại khe khẽ thở dài nói, ta từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, thiên tư cũng là tốt nhất, ca ca đệ đệ bọn hắn trời sinh tính tốt tính, không thích tranh đấu, tính cách ôn hòa, xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn khẳng định chấn không được tràng diện, về trước đi rồi nói sau. Giang giật chỉ có thể khống chế huyền thần cung hướng Phật Đế Thành độn thiên mà đi, hao tốn đại nửa ngày tựu đã tới Phật Đế Thành. Tại huyền thần cung xuất hiện một khắc này, toàn bộ Phật đế thành đều sôi trào, tựa như Phật đế trở về, toàn thành con dân đều ăn thuốc an thần, thành nội thoáng cái an định rất nhiều. Giang giật không hề rời đi huyền thần cung, y ra sự tình hắn cũng không tiện nhúng tay, chỉ là để lý phi vũ bọn người đi theo y thiền đi Phật Sơn. Theo y thiền trong miệng biết được, y ra bốn vực tình huống phi thường không ổn, bốn cái đại vực ngoại trừ đông bắc bên cạnh đại vực bên ngoài, còn lại tam vực hơn phân nửa thành trì đều bị hủy diệt vô số con dân bị chuyển di đi không có luân hãm thành trì giờ phút này bốn vực nội lòng người bàng hoàng không chỗ thành trì dối bời y ra trong khoảng thời gian này chiến tử quân đội đạt tới ngàn vạn như giang giật lại trễ tới đếm trời đoán chừng phật đế thành cũng hủy diệt y ra đại bộ phận tộc nhân khẳng định cũng sẽ cùng phật đế thành chết theo y thiền sau khi trở về bận tối mày tối mặt điều khiển đại quân ổn định các thành trì trị an sắp xếp người dò xét bốn vực tình huống thu liếm vùi lấp chiến tử quân đội hải cốt trị liệu thương binh phân phối vật phẩm. ròng giã bận rộn ba ngày ba đêm, tại ngày thứ tư mới kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới huyền thần cung bên trong. Toàn bộ liên quân rút lui đi Phật Thành, thành nội ngoài thành đều là bọn hắn người, không cách nào dò xét tình huống. Y thiền nhìn thấy giang giật về sau, lên dây có tinh thần cùng hắn giảng giải tình huống, ta đã dùng y ra danh nghĩa hướng vũ ra kiếm ra chiến gia cầu viện, nhưng không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức, gia tộc cường giả không nhiều lắm, ta căn bản triệu tập không được người đi hắc hải dò xét. Giang giật ngươi nói làm sao bây giờ. Sao trộn, Giang giật trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, quát khẽ nói chúng ta đi một chuyến Phật Thành, đem liên quân triệt để đánh tan, nhìn xem có thể hay không tra hỏi ra ba nhà từ nơi nào đạt được ra ra ngươi kim cương sử, liền có thể truy vấn ra phía sau màn hắc thủ manh mối. Các loại chờ bên này thế cục ổn định, ta tự mình đi một chuyến hắc hải điều tra. Mặc kệ Phật đế bọn người phải trăng ngộ hại, việc này tuyệt đối cùng phía sau màn hắc thủ có quan hệ, tử phong thiên đã có thể được đến Phật đế kim cương sử, vậy khẳng định cùng phía sau màn hắc thủ từng có tiếp xúc, cầm xuống tử phong thiên có thể tra hỏi ra một chút tình báo. Phật đế bọn người mặc kệ chết hay không, cái này hắc hải cũng phải đi một chuyến. Thế nhưng là, y thiền có chút lo lắng nói ra, vạn nhất Phật thành nội có cảm bẫy đầu bọn hắn triệt hồi Phật thành vốn là rất quỷ dị. Đó là ngươi ra thành trì, có thể có cái gì cảm bẫy? Giang giật khoát tay áo nói, không quản được nhiều như vậy, cái này liên quân không đánh tan, chúng ta tự không cách nào thoát thân, cũng vô pháp xác định ra ra người sống chết của bọn hắn. Không cứu ra 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 người bọn hắn, thiên tinh giới tự thật sắp xong rồi. Giang giật nội tâm từ đầu đến cuối có một tia hy vọng xa vời, Phật đế bọn người không chết, sở dĩ hắc hải hắn nhất định phải đi một chuyến mới an tâm. Tốt ha, y thiền nhẹ gật đầu, Phật thành là các nàng y ra thành trì, giống như Phật thành gặp nguy hiểm, như vậy bất luận cái gì một tòa thành trì đồng dạng không an toàn. Lập tức nàng ra ngoài an bài một ít chuyện, tại vào buổi tối tiến vào huyền thần cung độn thiên mà đi. hao tốn một đêm thời gian, tại trời tờ mờ sáng lúc Giang Giật đã tới Phật Thành phụ cận. Cái này Phật Thành ngay tại Phật Sơn không xa, năm đó Giang Giật đã từng tại Phật Sơn dùng luyện thần lô Lu đốt giết vũ ra năm tên bán thần. a à, Giang Giật tới gần Phật Thành hơn 10 dặm lúc, thần niệm trong thành tìm tòi, lại phát hiện thành nội hơn 1.000 vạn đại quân biến mất, thành nội chỉ có kia mấy chục tên bán thần, mà khi hắn tinh tế dò xét thời điểm, hắn hổ khu lại đột nhiên chấn động, trên thân trong nháy mắt đằng đằng sát khí. Bởi vì Phật Thành trên quảng trường cột rất nhiều người, rõ ràng là Giang Vân Hải, Tiền Quỹ, Chiến Nhất Minh, Vân Thiên Kinh, Thủy U Lan bọn người, thiên tinh đại lục bị bắt cóc người đều trong thành. Phía sau màn hắc thủ là thập đại thế gia, hắn cắn răng nghiến lợi giống lên, y thiền bọn người bị giật nảy mình, liền vội vàng kéo Giang giật hỏi thăm về tới. Khi biết tình huống về sau, y thiền khẩn trương giữ chặt Giang giật nói ra, Giang giật, khác đừng xúc động cái này Phật thành tuyệt đối là cạm bẫy, người nếu là vào thành chỉ có một con đường chết. Ha ha, Giang giật đắng chát cười nói, ta có thể không đi sao đổi lại ngươi. Giống như Phật đế giờ khắc này ở thành nội, người hội không đi sao. Y thiền trầm mặc, Giang giật ngược lại tỉnh táo lại, hắn trầm tư một lát kiên định nói ra, toàn bộ các người người đều ra huyền thần cung đi, giống như tình huống không đúng. Các ngươi đều đi tuyết vực, vĩnh viễn khác đừng hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Ngũ trưởng lão những người này tự giao cho ngươi, một mình ta đi sông vào một lần cái này Phật thành. chương 1169, Hậu sự, Giang Vân Hải bọn người xuất hiện, mặc kệ cái này tam đại thế gia là không phải phía sau màn hắc thủ, chỉ ít bọn hắn cùng phía sau màn hắc thủ không thoát khỏi được quan hệ. Giờ phút này các nàng bị trói trên quảng trường, không cần phải nói phía sau màn hắc thủ bầy hồng môn yến chờ đợi Giang giật tự chui đầu vào lưới, Phật thành là một cái bẫy, một cái để Giang giật không thể không bước vào cảm bẫy. Đã muốn đi, tự nhiên không thể liên lụy những người còn lại. Giang giật khống chế huyền thần cung độn thiên một lần, đi y ra một tòa bên trong tòa thành lớn, lúc này mới nhìn qua đầy mắt kinh hoảng luống cuống y thiền nói ra, y thiền, doãn nhược băng đang bế quan, ta lặng yên đem nàng truyền tống ra ngoài, người không muốn đánh thức nàng. Ngoài ra ta còn có một ít huynh đệ bằng hữu ta cũng sẽ truyền tống ra ngoài, trong đó còn có một ít là tội đảo. Hy vọng người không nên làm khó bọn hắn, nếu là tình huống không đúng, ngươi có thể để bọn hắn hồi trở lại tội đảo đi cũng có thể cùng một chỗ đi theo ngũ trưởng lão đi tuyết vực ngươi có thể đem ngươi tộc nhân đều mang đến tuyết vực thánh hậu nhìn ta mặt mũi hội tiếp nhận các ngươi còn có phật thành sự tình các ngươi đừng nói cho bọn hắn nếu bọn họ có dị động mời khống chế bọn hắn hết thảy tự nhờ ngươi sự tình khẩn cấp giang giật đã không có thời gian đi an bài không có thời gian đem tư đồ nhất tiếu bọn người đưa hội tội đảo hắn cũng tin tưởng y thiền sẽ không làm khó bọn hắn cái này y thiền đôi mắt chỗ sâu đều là hoảng sợ cùng bối rối nàng tự nhiên không hy vọng giang giật đi mạo hiểm đi chịu chết nhưng nàng hiểu rất rõ giang giật giờ phút này ai cũng khuyên ngăn không được giang giật nàng không được doãn nhược băng cũng không được giang giật khác đừng xúc động luôn có biện pháp y thiền chỉ có thể mềm giọng thì thầm muốn nhờ nàng giữ chặt giang giật nói giang giật ngươi nếu là xảy ra chuyện kia tất cả mọi người thật xong ngươi là huyền đế người thừa kế ngươi nếu không thể cứu thế coi như chúng ta bỏ chạy tuyết vực bỏ chạy chân trời góc biển, cũng chỉ có một con đường chết. Một, ha ha, Giang giật cười nhạt một cái nói, đã ngươi nói ta là huyền đế người thừa kế, huyền đế lại nhìn đoạn thiên tế, đoán chắc hết thảy, vậy ta làm sao có thể chết tin tưởng ta, ta thuộc miêu, qua nhiều năm như vậy mưa gió ta đều không chết được, lần này khẳng định cũng sẽ không chết. Coi như người không tin tưởng ta, cũng muốn tin tưởng huyền đế, lại nói. Huyền thần cung ai có thể phá y thiền ngươi một mực là cái tự cường tự lập nữ tử, giờ phút này càng phải ổn định, y ra mấy vạn tộc nhân cần ngươi, ngươi phải tỉnh lại, chờ ta trở về. Lý Phi vũ bọn người ở bên cạnh, ngũ trưởng lão cũng đầy mặt ngưng trọng, nhưng các nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trầm mặc không nói, chờ đợi y thiền quyết đoán. Tốt ha, y thiền hít một hơi thật sâu, đột nhiên truyền âm cho Giang giật nói, Giang giật, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đều sẽ làm tốt, ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Chỉ cần ngươi có thể trở về, ta, ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả, Đại chiến sẽ đến, còn có cái gì nghe được mỹ nhân tỏ tình càng khiến người ta phấn chấn đây này hắn nhìn thật sâu một chút y thiền nói tiểu thiền ngươi tự chuẩn bị cho tốt đồ cưới chờ ta nở mày nở mặt trở về cưới ngươi đi hưu huyền thần cung bay thấp hạ thành chỉ phía dưới rơi vào phủ thành chủ một khối đất trống bên trong giang giật đầu tiên là đem y thiền bọn người truyền tống ra ngoài sau đó đem doãn nhược băng cũng truyền tống ra ngoài y thiền trước tiên lấy ra chính mình không gian thần khí đem doãn nhược băng cho thu vào tránh cho quấy giày nàng bế quan. Ông, tiếp lấy kính nguyệt trong hồ tiền vạn quán chiến vô song bọn người bị truyền tống ra, cuối cùng ác quỷ lĩnh nội giang ra tiền ra chiến gia tộc người, Thủy Thiên Nhu bọn người toàn bộ bị truyền tống ra, giang giật quát khẽ âm thanh cũng vang lên, tất cả mọi người nghe, các người đều nghe theo y thiền tiểu thư mệnh lệnh, ngũ trưởng lão ai nếu không nghe trực tiếp trói lại, như tuyết, ma yêu nhi, vạn quán, vô song các người đều trung thực ở lại, chờ ta trở về. Các người nếu là làm loạn, về sau không phải ta giang giật huynh đệ cùng nữ nhân. Ông, Nói xong huyền thần cung chấn động, trực tiếp biến mất giữa không trung độn thiên mà đi, phía dưới tiền vạn quán bọn người lại lập tức vỡ tổ, nhao nhao đầy mắt chấn kinh, không phải có đại sự xảy ra giang giật làm sao lại đột nhiên vứt xuống bọn hắn. Lão đại, người không thể vứt bỏ ta à, giang giật, chờ chút, giang giật, tiền vạn quán cùng chiến vô song mại yêu nhi toàn bộ bay lên không, y thiền trước tiên quát lạnh nói, phi vô tiền bối, ngũ đại nhân, ai dám loạn động trực tiếp cầm xuống. Tất cả mọi người nghe, Giang giật muốn đi làm một sự kiện, trước khi hắn trở lại, các ngươi ai cũng không thể làm loạn, nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép khống chế các ngươi. Mà yêu nhi tiểu thư, nghe lời, trở về, ngươi liền giang giật cũng không nghe sao. Ngũ trưởng lão nhận biết mà yêu nhi, lập tức bay lên liên thanh khuyên nhủ, Lý Phi vũ bọn người thì bay đến tiền vạn quán cùng chiến vô song bên người cản lại bọn hắn. Chiến vô song coi như tỉnh táo không có làm loạn, cùng tiền vạn quán đối mặt đồng dạng, nhìn thấy huyền thần cung đã biến mất, hai người chỉ có thể bắn ngược mà xuống. Chiến vô song ánh mắt nhìn về phía Y Thiền hỏi, Y Tiểu Thư, Giang giật đi làm cái gì mời ngươi nói cho ta. Y Thiền nghe nói qua chiến vô song, huyền đế thành nội sự tình cũng biết rất nhiều, nàng con ngươi nhất chuyển truyền âm nói, vô song công tử, làm phiền ngươi trước ổn định mọi người, việc này ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Tốt, chiến vô song nhẹ gật đầu, cùng tiền vạn quán từ đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên bọn người thương nghị một phen, Tư đồ nhất tiếu lấy ra một cái không gian thần khí đem Thủy Thiên Nhu Giang ra chiến ra tiền ra con em, còn có kia một ngàn tội đảo thiên quân thu vào, nhiều người như vậy dễ dàng để tràng diện mất không chế. Những người còn lại tiến vào trong phủ thành chủ, y thiền các loại chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, chúng ta đều đáp ứng Giang giật không thể nói rằng tình huống cụ thể, sở dĩ ta chỉ có thể nói cho các người biết, Giang giật đi làm một chuyện rất trọng yếu. Hắn không muốn liên lụy đại gia, sở dĩ đem tất cả mọi người truyền tống ra, hắn nói như hắn xảy ra chuyện, để các ngươi hoặc là hồi trở lại tội đảo, hoặc là đi thuyết phục, mà giờ khác này ai cũng không thể làm loạn. Cái gì, tiền vạn quán thoáng cái lại xúc động, kêu lên, lão đại mỗi lần đều là dạng này, một khi gặp nguy hiểm chỉ có một người xông đi lên, không được chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem, y thiền tiểu thư, lão đại đi nơi nào chúng ta nhanh đi hỗ trợ, muốn chết cùng chết. Vạn quán, chiến vô song ánh mắt lộ ra một tiếng thống khổ, quát lạnh một tiếng nói, nếu như ngay cả giang giật đều gặp nguy hiểm sự tình, chúng ta đi có thể làm gì bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không phải hai người, chiến ra tiền ra giang ra, như tuyết, còn có nhiều người như vậy đều tại, người nghĩ toàn bộ để các nàng đều chết đi giang giật đã làm ra quyết định, chúng ta chỉ có tôn trọng quyết định của hắn, giúp hắn hảo hảo bảo hộ như tuyết giang ra thiên tinh đại lục người, đây mới là chuyện chúng ta muốn làm. Hồi thần tứ bộ lạc, chiến vô song rất nhanh quả quyết làm ra quyết định, nói chúng ta mang theo tất cả mọi người về trước thần tứ thành giàn xếp lại, đang từ từ nghĩ biện pháp. Giang ra tiền gia chiến gia tăng thêm vân gia người của tô ra hết thảy có mấy ngàn người, còn có tô như tuyết ma yêu nhi các nàng, nhiều người như vậy an toàn bằng vào chiến vô song cùng y thiền bọn người khẳng định không cách nào bảo hộ, vạn nhất rơi vào trong tay địch nhân sẽ phiền toái hơn. Cái này đông hoàng đại lục giờ phút này đại loạn, bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn, chỉ có hồi trở lại tội đảo mới là nhất thích đáng biện pháp. Tội đảo không được, Y Thiền lắc đầu nói, tội đảo cách nơi này ức vạn dặm lộ trình, như cho địch nhân biết rõ, khẳng định hội nửa đường chặn giết. Các ngươi nghe ta, toàn bộ đi Phật Sơn, Phật Sơn bên trong có ngàn Phật trận, coi như cửu tinh cường giả đến công kích đều có thể ngăn chờ ba tháng. Chúng ta về trước Phật Sơn các loại chờ, Giang Giật tin tức lại nói, Giang Giật để các ngươi hết thảy nghe ta, việc này cứ như vậy định. Y Thiền giải quyết dứt khoát, mọi người nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể quyết định về trước Phật Sơn, giống như Giang Giật có thể bình an trở về, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Giống như về không được, lại đi tội đảo hoặc là tuyết vực cũng không muộn. chương 1170, cá trong chậu, Phật Thành yên tĩnh, ngoại trừ mấy tên người áo đen mang theo cuộc Giang Vân Hải trầm mặc đứng tại trên quảng trường bên ngoài, không nhìn thấy một bóng người, cũng không có nửa điểm thanh âm, quỷ dị đáng sợ. Giang Vân Hải bọn người là hôn mê, kỳ thật lần trước y thiền nhìn thấy tiền quý cũng là hôn mê, Giang Vân Hải tiền quý bọn người thực lực quá thấp, tùy ý làm điểm đan dược liền có thể để bọn hắn ngủ say mấy tháng, rất tốt khống chế. Giang giật cưới huyền thần cung tại Phật ngoài thành dò xét thời gian một nén nhang, ngoại trừ dò xét đến Giang Vân Hải bọn người cùng mấy tên người áo đen bên ngoài, tử phong thiên cùng đám kia bán thần đều biến mất, thành nội phủ thành chủ cấm chế mở ra, rất có thể trốn ở trong phủ thành chủ. Giang giật trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích các loại có thể, nghĩ đến các loại biện pháp ứng phó. Hắn là tới cứu người, cũng không tính đem chính mình cũng trộn vào, giống như người cứu không ra, lại đem chính mình góp đi vào vậy hắn liền là ngu ngốc rồi, sở dĩ hắn không có mạo hiểm đi vào, ngay tại khống chế huyền thần cung ở ngoài thành lơ lửng. Lấy tính chế động, chờ đợi địch nhân xuất chiêu trước, giờ phút này không giữ được bình tĩnh, kết cục chính là tất cả mọi người vạn kiếp bất phục. Ba nén hương, nửa canh giờ, một ngày, vào buổi tối, đối phương rốt cục nhịn không được, trong phủ thành chủ cấm chế lóe lên, mười mấy tên bán thần đi ra, tử phong thiên cùng một tên khí thế tối cường lão giả đi ở chính giữa lão giả kia thân thể lục xoát nhỏ, da bọc xương, cõng cũng còng xuống như một cái tôm hùm, giống như là một nửa đoạn thân thể xuống mổ lão bất tử. Giang giật cảm ứng khí thức xác định cái này nhỏ gầy lão giả thân phận, đây cũng là tử gia đệ nhất cung phụng vị kia bát tinh cường giả. Trong phủ thành chủ cấm chế toàn bộ đóng lại, giờ phút này toàn thành đều tại giang giật dò xét phía dưới, hắn nhưng không có phát hiện phía sau màn hắc thủ cường giả, phía ngoài mấy cái người áo đen đều chỉ có thiên quân thực lực, rõ ràng là mấy cái tử sĩ. Giang giật, đã tới, vì sao không tiến vào những người này ngươi không muốn cứu tử phong thiên người mặc bạch bào eo khác đừng tím mang mặc dày bạc tay cầm trường kiếm màu trắng tướng mạo khí độ không thua gì chiến thiên lôi bọn người hắn mỉm cười hướng giang vân hải bọn người nhìn lướt qua tiếp tục nói ra vị này cụt một tay lão nhân là thu dưỡng người đại gia gia a cái này ở tại các ngươi thiên tinh đại lục thủy nguyệt quan quán, quán chủ a nghe nói đối ngươi có đại ân còn có mấy vị này đều là ngươi bá phụ a chẳng lẽ lại ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết giang giật vẫn là trầm mặc không nói đã địch nhân ra chiêu vậy thì có biện pháp gặp chiêu phá chiêu hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cực lực dò xét toàn thành còn lợi dụng thần niệm dò xét phương viên trăm vạn lý muốn nhìn một chút đến cùng địch nhân có cái gì mai phục nhưng mà hắn đem toàn thành dò xét mấy chục khắp nơi ngoại trừ cái này mười mấy cái bán thần bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nào thành nội cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế không có bất kỳ cái gì cảm bấy phương viên trăm vạn lý càng không có cường giả tử phong thiên đợi một hồi hơi không kiên nhẫn hắn lạnh giọng nói ra giang giật xem ra ngươi cũng không muốn cứu các nàng đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đưa các nàng lên đường tử phong thiên tay thật cao nâng lên một người áo đen trường kiếm trong tay nâng lên liền muốn đối giang nhân đổ đầu đánh xuống giang giật tại thời khắc này rốt cục có động tính, huyền thần cung chậm rãi phi hành ở trên tường thành ngừng lại huyền thần cung bên trên ngưng tụ một cái hư ảnh giang giật ánh mắt tại trên mặt tất cả mọi người quét tới cuối cùng dừng ở tử phong thiên trên mặt trầm giọng nói ra, ngươi là tử gia thiếu tộc trưởng A những người này là các ngươi bắt sao nếu như là các ngươi bắt, kia thiên tinh đại lục vài ước người cũng là các ngươi giết đại lục gần nhất chết đi mấy tỷ người cũng là các ngươi chủ sử sau màn Phật đế bọn người là các ngươi giết các ngươi nhưng biết các ngươi đang làm cái gì vô tận sâu hải yêu tộc ngo ngoe muốn động. Tội đảo 13 gia tộc vận sức chờ phát động, các ngươi làm như vậy nghĩ thiên tinh giới nhân tộc toàn bộ hủy diệt, các ngươi muốn hủy diệt chính mình gia tộc các ngươi muốn làm nhân loại tội nhân. a Tử phong thiên cùng toàn bộ mắt người trong mắt cũng hơi co rụt lại, sắc mặt yên tĩnh lại, ánh mắt chấp động, tụ liền kia nhỏ gầy lão giả giờ khác này sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Giang giật lãnh mâu liếc nhìn, nội tâm đoán được một ít chuyện, hắn lập tức quát khẽ nói, xem ra các ngươi không phải chủ sử sau màn. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, đại lục gần nhất liên tiếp bộc phát chiến tranh, hết hạn đến hôm nay ít nhất chết đi ba bốn người ức người. Mà lại chiến tranh vẫn còn tiếp tục, nhân tộc chết đi hội càng nhiều, ta đi tà đế thành, Thu đế thành khai chiến đều là bị phía sau màn hắc thủ bức hiếp, Phật đế doãn đế dạ hậu các nàng đi hắc hải cũng là chủ sử sau màn gây nên. Bao quát các ngươi tiến công y ra, còn có giờ phút này sự tình, hết thảy hết thảy đều là phía sau màn hắc thủ tại thôi độc, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng liền là muốn hủy diệt Đông Hoàng Đại Lục, hủy diệt cửu đế gia tộc, hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Các ngươi sở tác sở vi liền là tại trợ trụ vi ngược, các ngươi giống như tiếp tục minh ngoan bất linh, các ngươi 36 gia tộc liền là nhân tộc tội nhân giống như các ngươi tỉnh ngộ lại bỏ xuống đồ đao ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí ta có thể cho các người mấy chục kiện cổ khí đây đều là huyền đế lưu lại đều là cấp cao nhất trí bảo giang giật chữ chữ châu ngọc như cảnh tình đem mọi người chấn động đến thân thể rung động đại lục sự tình tử phong thiên bọn hắn hiển nhiên cũng phi thường tinh tường giờ phút này bị giang giật nói chuyện càng là sáng tỏ thông suốt mà lại giang giật sau cùng điều kiện rất mê người mấy chục kiện cổ khí huyền đế lưu lại trí bảo a à. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, đôi mắt chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ. Liền là giờ phút này, Giang giật đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, hư ảnh biến mất, tiếp lấy huyền thần cung chấn động mang theo kinh khủng tiếng giết phá không mà đi, trực tiếp hướng phủ thành chủ trước tử phong thiên đánh tới. Cùng một thời gian hắn thả ra thần âm thiên kỹ, thanh âm kia thông qua huyền thần cung dao động truyền ra ngoài càng khủng bố hơn mấy phần, để bắt lấy Giang Vân Hải đám người thiên quân người áo đen toàn bộ đều ôm đầu trên mặt đất lăn lộn không ngớt trúng kế động thủ tử gia đệ nhất cung phụng trong mắt hàn quang lóe lên trước tiên mang theo tử phong thiên hướng phủ thành chủ thối lui những cái kia bán thần thì toàn bộ nổi giận bốn phía tản ra trong tay nguyên lực công kích liên tục không ngừng bắn ra hướng thành nội rất nhiều lầu các tòa thành đập tới không sai giang giật căn bản là không có dự định cùng tử phong thiên bọn người đàm phán hắn hết thảy ngôn ngữ cũng là vì thời khắc này hành động dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình giang vân hải bọn người không cứu trở về hắn vĩnh viễn bị quản chế tại người. Sở dĩ hắn ra tay rất quả quyết, mà lại công kích là tử phong thiên, như thế tử ra vị kia bát tinh cường giả nhất định phải bảo vệ hắn, hắn cũng liền có cơ hội cứu người. Dầm dầm dầm, những cái kia bán thần liên tục không ngừng công kích, đem thành nội rất nhiều tòa thành san thành bình địa, rất nhiều tòa thành lầu các phía dưới cũng phát sáng lên, tựa như thú đế thành đồng dạng điểm sáng liên thành tuyến, bắn vào giữa không chung, cuối cùng rất có thể sẽ hình thành một cái cường đại trận pháp. Đại trận, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, giống như giờ phút này hắn bỏ chạy, có thể nhẹ nhõm thoát đi. Nhưng Giang Vân Hải bọn người tiện tay liền có thể cứu, hắn lại thế nào có thể từ bỏ cơ hội như vậy lập tức hắn cái gì đều không quan tâm, khống chế huyền thần cung hướng Giang Vân Hải bọn người bay đi, khống chế cấm chế đem bọn hắn từng cái thu vào đi. Ông, bầu trời vô số đường công hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng giữa không trung bên trên toàn bộ liên hợp lại, một cái đại trận màu tím ngưng tụ mà thành, tại đại trận này xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều run lên, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Rút lui, sở hữu bán thần toàn bộ hướng trong phủ thành chủ phóng đi, Giang Giật đã đem tất cả mọi người cứu được vào đây. Hắn cũng không có đi truy sát tử phong thiên bọn người, mà là trước tiên nghĩ độn thiên, nhưng là huyền thần cung chấn động, cùng thú đế thành đồng dạng không gian chỉ là có chút ba động, căn bản là không có cách độn thiên. Ông, trong phủ thành chủ một đạo trùng thiên quang mang bắn thẳng đến giữa không trung, Giang Giật thần thức quét tới sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì tử phong thiên bọn người bị truyền tống đi, mà cái truyền tống trận kia tại bọn hắn rời đi sau ẩm vang bạo liệt. chương 1171, tiểu giật không dùng. Quả nhiên là cảm bẫy, Giang giật nội tâm cũng không có quá nhiều bối rối, chỉ ít Giang Vân Hải bọn người cứu về rồi, cái này khiến nội tâm của hắn đại định. Mặc dù bị nhốt rồi, nhưng có huyền thần cung trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nguy hiểm, hắn có thể từ từ suy nghĩ biện pháp phá cục. Hưu, hắn khống chế huyền thần cung đột nhiên hướng tường thành đánh tới, không thể độn thiên chẳng lẽ lại không thể đem đại trận này đụng phá. Oanh, kết quả vừa va chạm đi lên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, đại trận thế mà không có bất kỳ cái gì rung động, ngược lại huyền thần cung cấm chế lấp lánh không ngớt. Tường thành ngược lại là bị đâm đến vỡ nát, Từ sắc phòng bảo hộ ngay tại tường thành bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, như một cái móc ngược màn hào quang đem cả tòa thành trì đều bao phủ đi vào. ầm ầm giang giật không tin tà, không ngừng khống chế huyền thần cung bốn phía bay đi, đem tường thành đâm đến khắp nơi sụp đổ hắn còn hướng dưới mặt đất đánh tới, nhưng cái này từ sắc vòng bảo hộ không phải nửa vòng tròn, mà là một cái hình tròn, hắn liền giống bị vây ở một cái lồng ánh sáng màu tím bên trong côn trùng, làm sao đều xông không ra màn hào quang bên ngoài đi. Đụng, đụng, hắn khống chế huyền thần cung hướng một cái phương hướng liên tục không ngừng va chạm mà đi, bất kỳ cái gì đại trận đều cần năng lượng trèo chống, Huyền thần cung bên trong năng lượng còn có rất nhiều, đại trận này năng lượng có thể chống đỡ bao lâu. Suy suy, tại va chạm 100 lần về sau, đại trận màu tím đột nhiên tử quang lóe lên, tiếp lấy từng cái từng cái lôi hồ tại vòng bảo hộ phía trên lấp lánh, đại trận chi thượng phong vân tề động, cửu thiên chi thượng từng đạo như như cự long thô to tử sắc lôi điện ầm vang đánh xuống. Rầm rầm rầm, nương theo lấy lôi điện, cửu thiên chi thượng còn có trận trận kinh khủng lôi tiếng giống. Cái này tiếng giống quá lớn, vang vọng phương viên trăm vạn lý, tựa như diệt thế chi lôi, giống như kim cương võ giả tại Phật thành bên ngoài, đoán chừng bị lôi điện đều muốn đánh chết tươi. Rầm rầm rầm, Phật thành nội giờ phút này cũng tiếng oanh minh không ngừng, kia lôi điện bổ vào đại trận màu tím phía trên, vòng bảo hộ không có một tia rung động, ngược lại đạo đạo lôi điện tại trong hộ cháo rủ xuống, vòng bảo hộ bên trong lôi hồ bay loạn, bên trong lầu các tòa thành toàn bộ bị tạc thành bột mịn, mấy người áo đen kia cũng chết ở bỏ mạng, huyền thần cung ở trong nháy mắt này ở giữa bị đánh trúng ít nhất 10 lần. Mã lạc qua bích, đây là cái gì đại trận, làm sao khủng bố như thế? Giang giật tại huyền thần cung bên trong, cũng có thể nghe phía bên ngoài tiếng oanh minh. Kia loạn xạ lôi hồ tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù khống chế Huyền Thần cung không ngừng tránh né, nhưng lôi hồ bắn ra bốn phía, trong đại trận đều là lôi điện, lại thế nào né tránh được. Vù vù, hắn cắn răng khống chế Huyền Thần cung hướng vòng bảo hộ hung hăng đánh tới, bầu trời lôi điện oanh minh không ngừng đánh xuống, đại trận này cùng thiên lôi đảo tụ lôi trận cùng loại, khả năng hấp dẫn bầu trời thần lôi, nếu không phá vỡ đại trận, Huyền Thần cung bên trong năng lượng sớm muộn muốn bị tiêu hao hết, đến lúc đó Huyền Thần cung bị đánh toái hắn cũng chỉ có một con đường chết. ầm um, nhưng mà phòng bảo hộ bên trên có lôi đình rủ xuống vần quanh giang giật pha chạm ngược lại dẫn dắt vô số lôi điện huyền thần cung bị bắn ngược ra ngoài hắn dò xét thoáng cái huyền thần cung bên trong năng lượng không dám tiếp tục đụng dạng này va chạm năng lượng tiêu hao quá nhanh phòng bảo hộ kia bên trên rủ xuống lôi điện nhiều lắm mà lại tiêu hao lập tức bổ sung đại trận đạt được lôi điện năng lượng bổ sung bằng vào huyền thần cung tuyệt đối đụng bất phá cá trong chậu giang giật phát hiện triệt để cùng đường mạt lộ chỉ có thể chờ đợi lôi điện không ngừng đem huyền thần cung năng lượng tiêu hao hết cuối cùng hắn cùng giang vân hải bọn người tươi sống bị đánh chết tỉnh táo tỉnh táo giang giật ngươi không tỉnh táo chỉ có một con đường chết ngươi chết huyền thần cung bên trong tất cả mọi người muốn chết doãn nhược băng các nàng cũng nguy rồi giang giật một bên khống chế huyền thần cung ở bên trong phi hành tránh né lôi điện một bên ép buộc chính mình tỉnh táo lại não hải phi tốc chuyển động tìm kiếm phá cục biện pháp Dầm dầm dầm, cái này kinh khủng đại trận thời khắc đều tại khiên động cửu thiên chi thượng lôi điện, bầu trời tiếng sấm vang rền, tựa như nơi này biến thành thiên lôi đảo. Mà lại giờ phút này ban đêm muộn lôi điện đồng dạng đánh xuống, thiên lôi đảo ban đêm thế nhưng là không có lôi điện đánh xuống. Đại trận này rõ ràng so thiên lôi đảo tụ lôi đại trận kinh khủng nhiều, bên kia là cách một hồi tựu có một đạo lôi điện đánh xuống, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện đánh xuống, vẫn là 10 đạo thần lôi đồng thời đánh xuống huyền thần cung tích lũy mấy chục vạn năm năng lượng trước đó tại huyền đế thành bị tiêu hao một chút tại tà đế thành cùng thú đế thành lại tiêu hao một chút nhất là thú đế thành tiêu hao rất nhiều tăng thêm độn thiên lúc cũng sẽ tiêu hao năng lượng giờ phút này năng lượng bị giang giật dùng ít nhất có một phần mười giang giật âm thầm tính toán thoáng cái giống như đại trận này không ngừng lôi điện ngày đêm đánh xuống huyền thần cung nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản thời gian nửa năm giống như trong nửa năm này hắn không nghĩ đến phá cục biện pháp hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U Lan bọn người chỉ có thể biến thành bột mịn. Nửa năm, ta còn có thời gian nửa năm, không nên gấp, càng nhanh càng loạn, năng lượng tiêu hao đến càng nhanh. Giang giật thật sâu ít mấy hơi, cũng dần dần tỉnh táo lại. Đại trận này rất rõ ràng là phía sau màn hắc thủ kiến tạo, từ ra lúc ra các loại chờ, 36 cái gia tộc đều là bị bọn hắn khống chế, hoặc là nói lợi dụng. Giang Vân Hải bọn người liền là mồi nhử, đại trận này liền là một tấm lưới, có thể vây chết hắn lưới phía sau màn hắc thủ hiển nhiên cũng tin tưởng để hắn từ bỏ huyền thần cung là không thể nào hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy lợi dụng hắn hai lần có thể cảm thấy không có gì giá trị lợi dụng sở dĩ bố trí cục này đem huyền thần cung hủy diệt đem hắn triệt để chém giết chẳng lẽ phía sau màn hắc thủ thật là ngao lư như thế kinh thiên đại trận đơn giản chưa từng nghe thấy mà lại chăm chú hao tốn một tháng thời gian vô thành vô tức tự bố trí thành công sự bố trí này đại trận người đại trận cấm chế trình độ tuyệt đối là siêu cường thậm chí vượt qua huyền đế, huyền thần cung cấm chế giang giật cảm giác cùng đại trận này vẫn là không thể so. Ngao lư tại huyền thần cung bên trong chờ đợi 70 vạn năm, hắn cấm chế trình độ phi thường cao. Hắn tại vô tận trong biển sâu bố trí một cái đại trận, đem toàn bộ vô tận biển sâu đều bao phủ tiến vào, còn có đáy biển bên trong các loại kỳ dị đại trận, đều là chưa bao giờ nghe. Trừ hắn ra, ai còn có thể bố trí như thế đại trận? Tiểu nô, nghĩ đến ngao lư, Giang giật lại nghĩ tới Giang Tiểu Nô, nội tâm một trận quặn đau. Lúc đầu tỉnh táo lại tâm thoáng cái lại loạn, như Giang Vân Hải tỉnh lại, hắn cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích Giang Tiểu Nô đi đâu. Đại gia gia, nội tâm của hắn khẽ động, ánh mắt hướng bên cạnh bị hắn truyền tống vào tới Giang Vân Hải bọn người nhìn lại. Hắn đem mọi người cứu vào đây, còn chưa tới đến xem xét mọi người, hắn thần thức hướng bọn họ tìm kiếm rất nhanh có chút giải sâu, phía sau màn hắc thủ lần này cư nhiên như thế phúc hậu trên thân mọi người không có bất kỳ cái gì thương thế, cũng không có bị bất luận cái gì ngược đãi vẻn vẹn phục dụng một loại hôn mê dược vật mà thôi. Ông, hắn lấy ra mấy cái nâng cao tinh thần đan, phân biệt cho mọi người phục đi vào, rất nhanh Thủy U Lan đầu tiên tỉnh lại. Nàng mờ mịt chừng mắt nhìn lập tức trên thân lập tức sát khí nghiêm nghị, đột nhiên nổ bắn ra mà lên, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, thấy là giang giật về sau, lập tức tựa như một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ, rụi rụi mắt lúc này mới run giọng nói ra, ngươi là Giang Giật, ha ha, Giang Giật cười khổ một tiếng nói, thủy quan chủ, đã lâu không gặp. Giang Giật, thật là ngươi, mấy năm không gặp, thủy U Lan cũng không có quá nhiều cải biến, vẫn là như một cái xinh đẹp thiếu phụ, bất quá giờ phút này trên mặt nàng không có nửa điểm huyết sắc, kinh hô lên nói, Giang Giật, ngươi ở đâu có thể từng thấy đến thiên nhu tinh vẫn đảo thế nào. Quán chủ, thiên nhu không có việc gì, ngươi trước đừng kích động. Giang giật an ủi hai tiếng, nhìn thấy Giang Vân Hải tỉnh lại, hắn liền vội vàng đi tới tại Giang Vân Hải trước mặt hai đầu gối quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái, có chút nghẹn ngào nói ra, đại gia gia, tiểu giật vô dụng, để các người chịu khổ, cũng liền mệt mỏi thiên tinh đại lục vài ức người. Tiểu giật, Giang Vân Hải già hơn rất nhiều, mặc dù dùng Giang giật để lại cho hắn thiên thạch đem thực lực tăng lên tới thần du đỉnh phong, nhưng hắn gãy một cánh tay, thể nội đại trận không hoàn toàn lại càng dễ giải yếu. Hắn cũng có chút không dám tin rụi rụi con mắt, xác định là giang giật về sau, lúc này mới ngừng âm thanh nói ra tiểu giật. Đại gia ra dậy thế nào ngươi nam nhi chỉ có đứng đấy sinh, không có quỷ chết, đứng dậy. chương 1172 là Ngao Lư. Giang giật đơn giản cùng mọi người giải thích một phen thiên tinh đại lục sự tình, hắn không có cách nào nói quá kỹ càng. Rất nhiều chuyện cũng căn bản không cách nào giải thích, Giang Vân Hải Thủy Thiên Nhu bọn người cả một đời không có đi ra thiên tinh đại lục, rất nhiều chuyện cũng căn bản không hiểu, hắn cũng không nói giờ phút này gặp phải nguy hiểm, chỉ nói trước mắt bị nhốt rồi, hắn đang nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận này. Tiền thúc thúc, chiến thúc thúc, phân quốc chủ, thủy quan chủ, nhân đồ thúc thúc. Giang giật nhìn qua mọi người nói ra, các người đều yên tâm, vạn quán vô song vân phỉ thủy thiên nhu còn có tiền ra chiến ra vân ra giang ra người, giờ phút này đều tại một cái rất an toàn địa phương. Chờ ta nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận về sau, ta sẽ dẫn các người đi cùng các nàng đoàn tụ, đối chiến thúc thúc vân quốc chủ, vô song cùng vân phỉ trả lại cho các ngươi sinh một cái đáng yêu tôn tử, gọi chiến vô địch. Ưm ừ, ưm, tốt, tốt, chiến nhất minh cùng vân thiên kình vân hiền xem như nghe được một tin tức tốt, chỉ cần gia tộc còn có con em còn sống, kia hương hỏa tựu không gấy, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Theo trong miệng mọi người giang giật nhưng không có đạt được tin tức hữu dụng. Chỉ là biết được có mấy cái bán thần đột nhiên đi thiên tinh đại lục, trực tiếp đem mọi người đánh ngất xỉu đi qua mang đi. Mọi người rời đi đại lục sau một mực hôn mê, đến mới thanh tỉnh lại, thiên tinh đại lục kém chút diệt thế sự tình vẫn là giang giật nói cho các nàng biết mới biết giang vân hải lau mặt một cái mặt mũi tràn đầy trầm thống nói ra tiểu giật thiên tinh đại lục vài ước người thù ngươi không thể không báo a à. đúng rồi ngươi tìm tới phu nhân sao mẫu thân giang giật đắng chát cười nói mẫu thân không tại thiên tinh giới muốn tìm tới nàng còn phi thường khó khăn việc này về sau lại cùng các ngươi giải thích các ngươi trước an tâm ở lại đây dưới chờ ta phá vỡ đại trận này lại nói Tốt, mọi người nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải khua tay nói, ngươi đừng quản chúng ta, đi làm chuyện của các ngươi đi. Chúng ta không giúp được ngươi cái gì, hết thảy chỉ có dựa vào chính ngươi. Bất quá đại gia gia nói cho ngươi một câu, chỉ cần cố gắng, không thẹn với lương tâm, đừng quá để ý kết quả. Nhân sinh hơn 10 năm, chỉ cần sống oanh oanh liệt liệt như vậy đủ rồi. Tốt, Giang Vân Hải đều khiến Giang Giật có thể thu hoạch rất nhiều, giờ khắc này nội tâm của hắn cũng an định rất nhiều. Hắn lưu lại một chút năng lượng đan, còn có một số thiên thạch tựu truyền tống đi phụ cận thiền điện, chuẩn bị toàn lực nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận này. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên khống chế huyền thần cung tránh né lôi điện, một bên tĩnh tâm xuống tới nghĩ biện pháp. Mặc dù nội tâm của hắn cũng kém không nhiều tuyệt vọng, đại trận này căn bản không phá nổi, nhưng Giang Vân Hải nói chỉ cần cố gắng, kết cục không trọng yếu, sở dĩ không đến cuối cùng một khắc hắn cũng sẽ không từ bỏ. rầm dầm dầm, Phật Thành đã triệt để hủy, ngược lại biến thành một tòa kỳ quan, một cái cửa đại đại trận màu tím đứng sừng sướng ở phía đại địa này phía trên trên đại trận vòng bảo hộ lôi đình rủ xuống vần quanh hồ quang điện bốn vọt đừng nói tới gần coi như xa xa xem xét đều sẽ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình trong đại trận một tòa cung điện ở bên trong nhanh chóng du tẩu bên trong vô số lôi điện tán loạn bầu trời tiếng sấm vang rền, chấn thiên động địa phương viên trăm vạn lý đều oanh minh không ngớt như thế thiên địa kỳ quan lập tức kinh động đến phụ cận tất cả mọi người rất nhiều gia tộc trinh sát muốn tới đây điều tra nhưng còn không có tới gần đại trận trăm giảm tựu nhau nhau bị dọa lùi. Còn có các vị thiên quân cường giả tối đỉnh, muốn dùng thần thức dò xét một phen, kết quả thần thức quét qua tới lập tức xúc động lôi đình, thần thức bị hủy diệt, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Đằng sau có thiên quân đỉnh phong muốn tới gần quan sát tình huống, chỉ là tới gần đại trận 50 dặm sau cũng không dám đi, bầu trời đánh xuống lôi đỉnh quá bá đạo, loại kia hủy thiên diệt địa khí tức, để bọn hắn cảm giác nếu là dám lại tới gần, tuyệt đối sẽ bị lôi đỉnh oanh sát, không còn sót lại một chút cặn. Kỳ thiền nhận được tin tức về sau, trước tiên phái ra hai tên bán thần đi điều tra. Kia hai tên y ra bán thần cường giả đồng dạng thần thức quét tới, lập tức bị xoắn nát. Bọn hắn khôi phục lại thành thành thật thật bay lên tới gần điều tra tình huống, lại đồng dạng không dám tới gần, chỉ có thể dựa vào gần thành trì 20 dặm, trong bọn họ tâm báo động tựu vang lên không ngừng. Bọn hắn nhìn thấy liên tục không ngừng đánh xuống lôi điện, phi thường tinh tường ai dám tới gần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như bát tinh cường giả cũng chỉ có một con đường chết. Tin tức truyền về y thiền kinh hãi, mang theo Lý Phi Vũ cùng rất hơn nửa trước thần đi dò xét, nhưng coi như thất tinh thực lực Lý Phi Vũ cũng không dám tới gần, mà lại tất cả mọi người không biết đại trận kia, chưa từng nghe thấy. Y thiền dò xét mấy lần, cũng không có làm chuyện điên rồ, mang theo mọi người trở về Phật Sơn, sau đó rất quả quyết mệnh lệnh. Bắt đầu chuyển di y ra con em đi tuyết vực, đồng thời nàng phái người đi chiến đế thành bắc đế thành tả đế thành thú đế thành kiếm đế xin giúp đỡ, lại phái người đi thập đại ẩn tông cầu vấn làm sao phá cái kia đại trận màu tím tin tức truyền ra đại lục cũng một mảnh xôn xao khủng bố như thế đại trận đừng nói người bình thường coi như cửu đế gia tộc đều không có bất kỳ cái gì ghi chép nếu là bị đại trận này vây khốn đoán chừng chiến đế bắc đế đều chỉ có một con đường chết chiến đế kiếm đế thú đế bọn người bị hù dọa giống như lần nữa bố trí dạng này một cái đại trận vây khốn bọn hắn ai cũng muốn chết thú đế chiến đế lặng yên đi một chuyến phật thành quan sát tình huống nhưng cuối cùng hai người đưa tin cho Y Thiền, đại trận này căn bản là không có cách phá vỡ. Coi như chiến đế dám tới gần đại trận cũng sẽ thuộc tổn thương, chiến đế còn nếm thử dùng lực phá trận, nhưng căn bản không có hiệu quả. Đại lục lòng người bàng hoàng, chiến đế bắc đế thú đế tả đế bọn người tựa hồ cũng sợ. Giang giật bị nhốt rồi, chiến đế trong lòng bệnh tựa hồ cũng đi mất, hắn rốt cục đứng dậy vung cánh tay hô lên, triệu tập sở hữu đại gia tộc tộc trưởng tề tụ huyền đế thành thương nghị đại sự. Đông hoàng đại lục không thể tiếp tục loạn đi xuống, cái này phía sau màn hắc thủ cũng nhất định phải truy tra ra đến đánh giết. Tử ra lúc ra vốn chuẩn bị công kích lần nữa y ra, nhưng lần này chiến đế phái một cái sứ giả tới cảnh cáo, nếu dám tiếp tục công kích, chiến đế bác đế bọn người đem tự mình động thủ hủy diệt mấy nhà, đồng thời hắn để mấy gia tộc trưởng đi huyền đế thành đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chiến gia, vũ gia, đồ gia, tà gia, kiếm gia, đường gia các loại chờ đại gia tộc liên hiệp một cái, đại lục khắp nơi lên khói lửa cũng vô thanh vô tức dập tắt y thiền lại là đồng dạng không yên lòng bí mật an bài y ra con em chuyển di y thiền tin tưởng phía sau màn hắc thủ đã phát động lớn như thế mưu đồ coi như chiến đế bọn người liên hợp lại cũng không làm nên chuyện gì như phật đế bọn người thật đã chết rồi đông hoàng đại lục nhất định hủy diệt bất quá có chiến đế bọn hắn chịu lấy y thiền ngược lại là có thể an bài người đi hắc hải dò xét đồng thời nàng bí mật đem tiền vạn quán tư đồ nhất tiếu bọn người đưa về tội đảo cũng không phải là Phật Sơn không an toàn, mà là nàng để tư đồ nhất tiếu phái người đi tìm thiên thiên cùng Ngao Lư, mời Ngao Lư đến phá trận nghĩ cách cứu viện Giang Dật. Ngao Lư rất có thể là chủ sử sau màn, y thiền làm như vậy có hai tầng thâm ý, giống như Ngao Lư là chủ sử sau màn, Giang Giật tổ triệt để không cứu nổi, hắn khẳng định cũng không ra mặt tới cứu Giang Giật. Giống như không phải lời nói, Ngao Lư rất có thể sẽ nghĩ biện pháp cứu Giang Giật, Ngao Lư cấm chế trình độ y thiền hiểu rõ vô cùng, vô tận biển sâu cái kia kinh khủng đại trận so tội đảo cửu long chu thần trận còn kinh khủng hơn Tiền vạn quán chiến vô song dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi thiên tinh đại lục người đều mang đi tô như tuyết doãn nhược băng ma yêu nhi nhưng lưu lại doãn nhược băng còn đang bế quan cũng không biết phía ngoài bất kỳ tình huống gì tô như tuyết cùng ma yêu nhi vốn có thể đưa đi tuyết vực nhưng hai người giờ khắc này lại đều không chịu đi giang giật bị nhốt nửa tháng sau chiến đế thành nội hội nghị rốt cục khai xong căn cứ các phương diện dò xét manh mối chứng cứ còn có tử gia mã gia lúc ra cung cấp tình báo, chiến đế bọn người xác định phía sau màn hắc thủ, là Ngao Lư, chương 1173, báo thủ thánh chiến. Tử gia lúc ra mã gia các loại chờ gia tộc kỳ thật chính mình cũng không biết chủ sử sau màn là ai, bọn hắn cũng không có bị chủ sử sau màn khống chế, chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Mỗi lần chủ sử sau màn tới đều là người áo đen, mặc dù đều là bán thần, nhưng thân phận căn bản là không có cách phân rõ bọn hắn mang đến phật đế dạ hậu doãn đế hiên đế thành danh binh khí nói cho ba nhà phật đế đã chết để bọn hắn có thể tùy ý tiến công y ra đồng thời cam đoan nếu có gia tộc giúp y ra bọn hắn sẽ ra tay giúp ba nhà mà lại cam đoan bọn hắn diệt y ra về sau nâng đỡ ba nhà trở thành mới cửu đế phật đế dạ hậu huyền đế đám người thành danh binh khí mang đến cho ba nhà lớn vô cùng chấn động phật đế nhân vật như vậy nếu như không chết binh khí làm sao lại cho người ta đoạt được mà lại bọn hắn mất tích lâu như vậy Phật Hoàng Doãn Hoàng bọn người mang bán thần tiến đến nghĩ cách cứu Việt, kết quả một người cũng chưa trở lại, ba nhà nhận định Phật đế đám người đã chết rồi. Trở thành mới cửu đế, cái này dụ hoặc quá lớn, mà lại bọn hắn ba nhà đối với y ra hận đến trong khung. Giống như không phải y ra, giờ phút này ba nhà tuyệt đối là nhưng so sánh đường ra tồn tại, năm đó ba nhà thế nhưng là thập đại thế ra bên trong tối cường, lại chỉ có thể hạng chót. Chủ sử sau màn cho ba nhà lớn như thế lòng tin, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất liền là trận Pháp, ba nhà chủ thành chủ xử sau màn đều tự mình cho bọn hắn kiến tạo ba cái đại trận, cái này ba cái đại trận tự liền tử ra đệ nhất cung phụng tự thẻ bất phá, đây là cho ba nhà đường lui cam đoan. Lập tức ba nhà liên hợp 33 cái gia tộc cùng một chỗ tiến công Y-Gia, chuyện sau đó cũng không cần nhiều lời, ba nhà công kích Y-Gia liên phá mấy vạn thành, nếu không phải giang giật Y-Gia đã sớm diệt phong. Phía sau màn hắc thủ cao siêu thủ đoạn lại ra bọn hắn cũng bất chi bất giác tại Phật xây thành tạo một cái đại trận, đưa tin cho tử phong thiên để bọn hắn rút quân, sau đó lại đưa tới mấy người, bọn hắn cam đoan giang giật sẽ đến Phật thành, cũng cam đoan có thể diệt giang giật. Kế hoạch rất hoàn mỹ, đại trận kia kinh khủng cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nhưng ba nhà người bị giang giật tại Phật thành nói kia mấy câu hù dọa, giống như phía sau màn hắc thủ thật là ngao lư, như vậy nhân tộc tuyệt đối phải hủy diệt. Sở dĩ chiến đế bọn người truyền lời về sau, ba nhà lựa chọn tới huyền đế thành, thẳng thắn hết thảy. Bọn hắn ba nhà rất muốn trở thành là mới cửu đế gia tộc, nhưng giống như hắc thủ là ngao lư, bọn hắn không chỉ có không thành được cửu đế, cuối cùng cũng sẽ cùng nhân tộc cùng một chỗ hủy diệt. Yêu tộc hung tàn bọn hắn những này thượng cổ thế gia thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không hiểu thấu xúc động dẫn phát đại chiến yêu thuật, cường đại cấm chế, kỳ quái độn pháp, thần bí bán thần cường giả. Hết thảy hết thảy đem đầu mâu đều chỉ hướng ngao lưu thiên tinh giới nhân loại cường giả đại gia tộc đều có hiểu rõ, những này thần bí người áo đen bán thần nhưng chưa bao giờ gặp qua. Điểm trọng yếu nhất, vây khốn giang giật cái kia kinh khủng thiên lôi trận, bất kỳ cái gì một nhà đều kiến tạo không ra. Đây là có thể diệt sát cửu tinh cường giả đại trận, ngoại trừ cái kia sống hơn 70 vạn năm lão quái vật bên ngoài, dù ai cũng không cách nào bố trí kiến tạo. Ngao Lư còn có hơn 20 vạn năm thọ nguyên, hắn năm đó bị huyền đế chân áp, vây ở huyền thần cung bên trong hơn 70 vạn năm, nội tâm của hắn có oán hận, hắn nghĩ tái hiện năm đó yêu tộc vinh quang, hết thảy cũng đều thuận lý thành trương. Đạt được cái kết luận này sau, chiến đế cùng bác đế dẫn đầu hợp thành nhân tộc báo thủ liên minh, bắt đầu bí mật thương nghị báo thủ sự tình, lần này náo động nhân tộc vẫn lạc vô số cường giả, Phật đế bọn người giữ nhiều lành ít, dân chúng càng là tử thương vài tỷ, bực này huyết cừu không thể không báo. Mà lại chỉ có đem đầu mâu nhất trí đối ngoại, nhân tộc mới có thể đoàn kết lại. Tốt nhất phòng ngự là tiến công, chỉ có đem yêu tộc đánh cho tàn phế, hủy diệt, nhân tộc mới có thể an ổn, đông hoàng đại lục mới có thể bình tĩnh. Trọng yếu nhất là tội đảo. Tội đảo tồn tại một ngày, liền là cửu đế gia tộc sỉ nhục, sở dĩ đông hoàng đại lục khó được đoàn kết lại, chiến đế bác đế bọn người tự nhiên hy vọng thuận tay có thể đem tội đảo tiêu diệt. Vô số bông tuyết đưa tin bay đi đại lục bốn phương tám hướng. Rất nhiều sứ giả mang theo bác đế chiến đế kiếm đế các loại chờ tất cả mọi người liên danh thư đi thiên minh tông, đi thiên ẩn tông, đi sở hữu ẩn thế tông phái. Chiến đế Bắc đế hy vọng đại lục tất cả cường giả đều đoàn kết lại, hợp mưu hợp sức, dạng này mới có thể đánh tan tội đảo Cửu Long Chu thần đại trận, mới có thể giết vào vô tận biển sâu. Rất nhiều ẩn thế đại tông phái nhận được tin tức về sau, nhao nhao hưởng ứng. Dù sao nhân tộc diệt, bọn hắn coi như trốn ở chân trời góc biển đồng dạng cũng sẽ hủy diệt. Vẹn vẹn ba ngày, thập đại ẩn tông ngoại trừ xếp hạng thứ nhất thiên minh tông cùng xếp hạng đệ nhị thiên ẩn tông, toàn bộ đều hưởng ứng thập đại thế gia cũng đồng ý gia nhập báo thủ liên minh, giả gia, lang gia, doãn gia cũng đồng dạng phái người, nhưng y thiền lại dùng y gia cường giả chiến tử quá nhiều, cự tuyệt tham gia lần này liên quân hành động. Ngày thứ tư, Thánh hậu phái người đưa tin, tuyết vực không tham dự đại lục tranh chấp, uyển chuyển cự tuyệt lần này liên quân hành động, dẫn tới vô số gia tộc chửi ầm lên. Thiên Minh Tông thẳng đến thứ năm thiên tài phái người đưa tin tới, Thiên Minh Tông cũng biểu thị không tham dự đại lục tranh chấp, đây là Thiên Minh Tông tộc quy bất quá ra ngoài nhân loại đạo nghĩa, bọn hắn có thể nghĩ biện pháp hỗ trợ phá vỡ tội đảo cửu long chu thần đại trận, nhưng phá trận sau đại chiến cùng đối yêu tộc huyết chiến, thiên minh tông tuyệt không tham dự, thiên minh tông không chủ động chiêu chọc bất kỳ thế lực nào, đây là thiên minh tông mấy chục vạn năm tới làm việc chuẩn tắc cùng tông quy. Tin tức truyền đến, liên quân toàn bộ cường giả tinh thần đại trấn. Bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này đại trận, dĩ vãng cửu đế gia tộc nhiều lần liên hợp công kích tội đảo, đều là bởi vì cái này đại trận cùng vô tận biển sâu yêu tộc, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Giống như có thể phá đại trận này, tội đảo nhẹ nhóm có thể diệt, đại quân cũng có thể giết vào vô tận biển sâu, báo thù rửa hận. Chiến đế cùng bắc đế tại ngày thứ hai liền hạ đạt thánh chiến lệnh triệu tập, mệnh lệnh ngoại trừ nhất định phải lưu thủ võ giả bên ngoài, đại lục sở hữu gia tộc thiên quân cấp bậc trở lên cường giả, đều phải tại ba tháng tập hợp đi phía đông doãn đế thành, sau ba tháng ước vạn đại quân tề động, san bằng tội đảo cùng vô tận biển sâu thánh chiến lệnh triệu tập hạ đạt về sau, đại lục sôi trào. Đây là huyền đế về sau đông hoàng đại lục lần thứ nhất lớn như thế quy mô hành động quân sự, sở hữu gia tộc tham dự vào xem như chứng kiến lịch sử tính một khắc. Tại những cái kia đại gia tộc tuyên truyền phía dưới, lớn nhỏ gia tộc cũng chưa từng có đoàn kết. Nhân tộc cùng yêu tộc kia là thiên địch, giờ phút này yêu tộc tại thiên tinh giới đại làm phá hư, hại chết nhân tộc mấy tỷ người, bọn hắn đều cùng chung mối thù, nhao nhao mài đao hách hách chuẩn bị huyết tẩy vô tận biển sâu đại lục tất cả vực chủ đều ra lệnh, trong 3 tháng này truyền tống trận đối thiên quân võ giả miễn phí, chỉ cần nghĩ tham chiến đều có thể tùy ý một đường truyền tống đi doãn đế thành. Chiến gia bắc gia tà gia đường ra các loại chờ gia tộc cũng liên hợp thông cáo đại lục, chỉ cần tham chiến thiên quân một người có thể đạt được trăm vạn thiên thạch, người chết trận tại đền bù 500 vạn thiên thạch. Có trọng thường tất có dũng phu, nhiều như vậy thiên thạch đầy đủ những cái kia thiên quân tộc nhân an nhàn sinh hoạt, thậm chí rất nhiều sơn phỉ đều nhao nhao hướng doãn đế thành truyền tống mà đi, tham gia lần này chưa từng có thịnh đại báo thủ thánh chiến. Toàn bộ đại lục kêu loạn, Phật Sơn bên trong lại vô cùng bình tĩnh, y thiền vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch tương gia tộc tử đệ rút lui đi tuyết vực, phụ thuộc lớn nhỏ gia tộc, nếu như muốn rút lui đồng dạng có thể đi cùng tuyết vực, thánh hậu vẽ một khối địa bàn cho y ra người, ngay tại thánh Sơn phụ cận. Giang giật bị nhốt sau vẻn vẹn 25 ngày, nguyên bản kín người hết chỗ Phật đế thành tựu trở nên trống rỗng, rất là quạnh quẽ. Y thiền giờ phút này đứng tại Phật Sơn bên trên góc nhìn xuống cả tòa Phật đế thành, cuồng phong tàn phá bừa bãi, thổi đến nàng một bộ váy tím bay phất phới, cũng đưa nàng mái tóc màu tím thổi đến lộn xộn không chịu nổi. Giờ khắc này, nàng không hiểu cảm giác phi thường cô đơn, nàng ánh mắt nhìn về phía phía tây, thật dài thở dài nói, giang giật, không được bao lâu ta liền sẽ đi cho ngươi chôn cùng, toàn bộ thiên tinh giới nhân tộc cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng huyền thần cung hiện, hạo kiếp đến, nhân tộc phong A. chương 1174, đại đế cho mời. Phụ thân, người thật muốn đi, thần âm cốc bên trong, trần gia gia chủ nhìn qua âm đế mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bất đắc dĩ, trần gia đại trưởng lão cùng thuật lại bụi thì đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi âm đế quyết đoán. Chiến đế bắc đế bọn người liên danh phái sứ giả tới thần âm cốc, chỉ rõ muốn âm đế xuất chiến, âm đế thần âm thiên kỹ quần công hung tàn nhất, âm đế một người nhưng so sánh ngàn vạn đại quân có thể không đi sao, âm đế nhắm mắt lại, hai tay khẽ vuốt cổ cầm, u u thở dài nói, xuất chiến có thể, nhưng ta sẽ chỉ hỗ trợ công kích tội đảo cường giả, đến vô tận biển sâu sau ta hội lặng yên rời đi. Đi cái nào thuật lại bội kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, tuyết vực, âm đế chỉ vào phương bắc nói, không chỉ là ta, tại sau khi ta rời đi, các ngươi lập tức bí mật đem tộc nhân chuyển di đi tuyết vực, đường tuyết đường yên cũng mang đi, cũng chỉ có các ngươi đi, ta mới có thể thong dong thoát thân. A, à, thuật lại bội đầy mắt kinh ngạc, một mực rất lạnh nhà thần sắc trở nên có chút bối rối, hắn khẩn trương nói ra, ra ra, tại sao muốn rời đi Đông Hoàng Đại Lục chẳng lẽ lần này nhân tộc không thắng được toàn bộ gia tộc đều xuất chiến, thiên minh tông còn đáp ứng phá vỡ tội đảo cửu long chu thần trận, nâng nhân tộc chi lực, yêu tộc hẳn là thua không nghi ngờ a à. Ha ha, âm đế cười, bất quá cũng rất đáng chát, hắn lắc đầu nói, có một số việc ta còn không có xác định, bất quá ta ẩn ẩn đoán được một chút nội tình. Việc này không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy đừng muốn hỏi nhiều, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, không đi tuyết vực Trần Gia chỉ có diệt phong một đường, đây là mệnh lệnh. Rõ, Trần Gia đại trưởng lão cùng Trần Gia gia chủ không nói thêm lời cung kính lĩnh mệnh, thuật lại bội mặc dù nội tâm rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, hắn dừng một chút hỏi một chuyện khác, ra ra, chúng ta thật mặc kệ giang giật sao. Không phải mặc kệ, là không quản được, âm đế khoát tay áo ra hiệu mọi người xuống dưới. Lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, yên tâm đi, huyền đế truyền nhân không dễ dàng như vậy chết, cái này diệt thế thiên lôi trận mặc dù kinh khủng, nhưng còn khốn không được tiểu tử này, là chân long sớm muộn muốn long khiếu cửu thiên. Tội đảo, tại Đông Hoàng Đại Lục phát ra thánh chiến lệnh triệu tập về sau, cửu long quần đảo cùng thần tứ đảo đều loạn, 13 gia tộc tề tụ thần tứ thành thương nghị đối sách, tiền vạn quán đám người đã trở về. Tư đồ ngạo tự mình lợi dụng tư đồ gia hư không đại na di chi thuật theo tội hải bên trong tiếp trở về. Tiền vạn quán bọn người mang về giang giật bị nhốt tin tức, để 13 gia tộc càng luống cuống, mà lại đông hoàng đại lục tin tức truyền đến, trong khoảng thời gian này để nhân tộc chết đi mấy tỷ người phía sau màn hắc thủ là ngao lư, cái này khiến lôi bán tiên bọn người triệt để luống cuống. Nếu quả như thật là ngao lư, tội đảo kẹp ở vô tận sâu hải hòa đông hoàng đại lục ở giữa tự chết như thế nào cũng không biết, 13 gia tộc bí mật tổ chức 3 ngày hội nghị, cuối cùng làm xuống quyết định. Đệ nhất, chuyển di con em trẻ tuổi, giữ lại hỏa trùng tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên các loại chờ thế hệ trẻ tuổi toàn bộ chuyển di người già trẻ em các loại chờ cũng toàn bộ chuyển di chuyển di địa điểm vẫn là tuyết vực bởi vì tuyết vực chỗ vùng đất nghèo nàn ở xa cực bắc cùng đông hoàng đại lục cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm khu vực không người cũng không có xung đột trực tiếp tuyết vực có thánh hậu có người đại tông phái vô luận là đông hoàng đại lục cùng yêu tộc đều khinh thường cũng không muốn đi chinh phục kia một mảnh xương khó gặp nơi đó là chân chính chân trời góc biển thế ngoại man hoang Đương nhiên, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, đây là siêu cấp gia tộc từ trước cách làm. 13 gia tộc còn bí mật đem một nhóm con em mang theo rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên, đi vô tận biển sâu phía đông một cái bí mật tiểu trong đại lục. Đệ nhị, phái tiền vạn quán chiến vô song bí mật đi vô tận biển sâu gặp Ngao Lư. Giang giật cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, tiền vạn quán cùng chiến vô song là tốt nhất sứ giả, giống như Ngao Lư là phía sau màn hắc thủ, Giang giật đã chết Ngao Lư cũng sẽ không làm khó tiền vạn quán cùng chiến vô song giang giật thế nhưng là cứu được thiên thiên mệnh thiên thiên khẳng định sẽ ra sức tương hộ nếu như là những người khác đi đem rất có thể không về được ra cái chủ ý này chính là lôi đình uy lôi đình uy dụng ý rất rõ ràng lý do rất đầy đủ để thư đồ ngạo không cách nào phản bác bởi vì chiến vô song là chiến ra người mà lại tiền vạn quán cùng chiến vô song hai người cũng nghĩ đi vô tận biển sâu mời ngao lương nghĩ cách cứu viện giang giật sở dĩ hết thảy cũng liền thuận lý thành trương đệ tam toàn dân chuẩn bị chiến đấu đem tất cả sơn phỉ hải tặc thu sạch bệnh chuẩn bị đại chiến, tội đảo là 13 gia tộc căn bản, không có tội đảo 13 gia tộc không chỗ có thể trốn, coi như đào tẩu cũng sẽ bị đuổi giết đến chết. Hỏa trùng đã lưu lại, những lão gia hỏa này cũng không muốn đi, tình nguyện cùng thần tứ bộ lạc đồng quy vô tận. Tiền vạn quán cùng chiến vô song tại ngày thứ hai liền rời đi, vân phỉ tư đồ nhất niệm bọn người đi theo bí mật rút lui đi tuyết vực, hai người không có nỗi lo về sau. Hai người không có mang cường giả thủ hộ, tự cưới một cỗ thiên cơ thuyền đi vô tận biển sâu gặp mặt Ngao Lư. Giống như Ngao Lư là phía sau màn hắc thủ, hai người cũng dự định chết tại vô tận biển sâu, vừa vặn giang tiểu nô một người tại vô tận biển sâu, có thể cho nàng làm bạn. Từ đồ nhất tiếu vân phỉ Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người bắt đầu bí mật rút lui, Hoàng Phủ Đào Thiên là toàn quân chủ soái hắn gánh vác bảo hộ sở hữu 13 gia tộc tinh anh con em mệnh lệnh. 13 gia tộc cũng không có phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một cái bán thần cường giả, có thể hay không tại tuyết vực sống sót, cậu xem Hoàng Phủ Đào Thiên Tư đồ nhất tiếu đám người năng lực. Bất quá có thánh hậu tại, hiển nhiên sẽ cho Giang giật một chút mặt mũi, liền sợ những cái kia bị Giang giật đồ sát huyết vực 10 tông trả thù. Tội Đào bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, 13 gia tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, quét ngang cửu long quần đảo thần tứ hải. Không muốn tiếp nhận hợp nhất, không muốn cùng Đông Hoàng Đại Lục Đại Quân khai chiến võ giả toàn bộ chém giết, đồng thời bắt đầu thanh lý Đông Hoàng Đại Lục gian tế. Đại chiến sẽ đến, hậu phương nếu là bất ổn, sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, đồng hoàng đại lục bên kia mài đao hách hách, tội đảo bên này cũng gió nổi lên vân dũng. Mấy ngày nay ngày nữa khí rất tối tăm, mây đen che đậy, tựa hồ đang nổi lên một trận to lớn bão tố. Hưu, thần tứ bộ lạc phía đông, một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền phá không mà đến, tiền vạn quán không thiếu tiền, mua tự nhiên là đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Đáng tiếc trên thuyền hộ vệ ít đến thương cảm, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì thiên cơ thuyền bình thường phi hành, liền thị nữ đều không có một cái nào. Thiên cơ thuyền tốc độ quá nhanh, mấy ngày thời gian tựu bay đến thần tứ bộ lạc phía đông, lập tức liền muốn đi vào vô tận biển sâu. Chiến vô song cùng tiền vạn quán đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng ở bong tàu bên trên, hai người nhìn qua nơi xa xanh thẳm bát ngát biển cả, trong mắt đều là kiên định cùng quyết tuyệt. Giang giật là hai người huynh đệ, hắn gặp nạn hai người tự nhiên toàn lực nghĩ cách cứu Việt, duy nhất có thể cứu hắn chỉ có ngao lư, sở dĩ coi như vô tận biển sâu là đầm rồng hang hổ, hai người đều muốn đi sông vào một lần. Vù vù, thiên cơ thuyền rời đi thần tứ bộ lạc, tiến vào vô tận biển sâu, chung quanh đây yêu thú cũng không mạnh, lại hướng phía trước chạy vạn lý mới có thể tao ngộ chân chính cường đại yêu thú, yêu đế yêu hoàng đều có thể có. Quả nhiên, thời gian một nén nhang về sau, biển sâu sóng biển quay cuồng lên, tiếp lấy từng đạo sóng nước sông lên trời, một đầu to lớn rắn biển xoay quanh mà lên, ở giữa không trung huyến hóa trưởng thành, hắn lãnh mâu lấp lóe trầm giọng nói ra, Người kia dừng bước, nơi này là vô tận biển sâu, không chào đón nhân loại các ngươi. Bành bành bành, rất nhanh bốn phương tám hướng hải vực đều nổ lên ngàn cơn sóng, từng cái to lớn hải yêu lộ ra diện mục dữ tợn, toàn bộ trận to con người băng lãnh khóa chặt chiến vô song cùng tiền vạn quán, một lời không hợp phía dưới liền sẽ động thủ, tương thiên máy thuyền xé rách thành mảnh vỡ. Chiến vô song trong tay một cây trường thương xuất hiện, trên thân khí thế dâng lên, bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một kiện màu xanh sẫm chiến giáp, tựa như một tôn sát thần. Tiền vạn quán vội vàng hướng phía trước đi ra hai bước, chắp tay quát khẽ nói, chúng ta là giang giật huynh đệ, cùng các người thiên thiên công chúa cũng nhận biết, hôm nay tới đây hội kiến ngao. Lui ra, tiền vạn quán nói còn chưa lên tiếng, trong biển sâu truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy nước biển tự động hướng hai bên tách rời, một tên lãnh khốc hắc giáp nam tử đạp nước mà ra, hắn vung tay lên nói, hai vị, đại đế cho mời. Hắc thần đại nhân, tiền vạn quán cùng chiến vô song cùng nhau động dung, Hắc thần vậy mà đến tự mình nghinh đón hai người, đây rốt cuộc là khách khí, vẫn là gậy ông đập lưng ông đâu. Đi, bất kể như thế nào, cái này vô tận biển sâu đều phải đi một chuyến, hai người bay thẳng bắn ra thiên cơ thuyền hướng hắc thần phóng đi, hắc thần mang theo bọn hắn xông vào trong nước, rất nhanh biến mất không thấy. chương 1175, dùng lực phá trận. Một tháng, Giang giật bị khốn trụ dòng dã một tháng, hắn tại huyền thần cung bên trong nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ vô sách, Tại hôm qua hắn rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Cái kia chính là dùng lực phá trận. Hắn không hiểu trận pháp cấm chế, căn bản là không có cách phá giải. Đại trận này có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên lôi năng lượng. Bằng vào huyền thần cung là đụng bất phá. Sở Dĩ chỉ có thể dựa vào chính hắn dùng cường đại công kích phá vỡ đại trận này. Huyền thần cung lực pha đập độ chỉ có lớn như vậy. đương nhiên giờ phút này lực công kích của hắn đoán chừng còn không có huyền thần cung lực pha đập mạnh. Nhưng hắn còn có thời gian hắn còn có 5 tháng, hắn còn có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Một tháng, không có bất kỳ người nào đến giúp hắn phá trận, đại trận này quá mạnh, giang giật cũng không hy vọng xa vời có người giúp hắn. Hắn chỉ có tự cứu, trong vòng 5 tháng không phá được đại trận, hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U lan tiền quỹ bọn người muốn chết. Dùng lực phá trận, hắn tự nhiên không phải làm nằm mơ ban ngày, hắn có chỗ dựa lớn nhất, cái kia chính là biến dị hỏa long kiếm cùng huyền thần khải. Chỉ cần đột phá bán thần cái này hai kiện thần binh đem rất có thể có thể khống chế, huyền thần khải có thể bảo vệ hắn không bị lôi điện đánh chết, huyền thần đao bản thân liền là thần khí, bị hỏa long kiếm thôn vệ sau khí tức càng cường đại mấy phần, nếu có thể thôi động huyền thần đao nói không chừng rất có thể phá vỡ đại trận này. Sở dĩ hắn còn có hy vọng, hô hô, hắn hít một hơi thật sâu, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Nội tâm của hắn tính như chỉ thủy, bất kỳ cái gì sự tình đều mặc kệ, toàn lực bắt đầu cảm ngộ dạ hải thiên hỏa, cái này thiên họa nếu có thể cảm ngộ, hắn tự có được ba cái tam tinh trở lên đạo văn, đến lúc đó lại ngưng tụ thần phách, liền có thể thành tựu bán thần. Dạ hải, người đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Giang giật một bên khống chế huyền thần cung trong thành bốn phía tránh né, một bên khóa chặt bộ kia dạ hải đồ lẳng lặng cảm ngộ. Nội tâm của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, quên đi sinh tử, quên đi y thiền doãn nhược băng tô như tuyết, quên đi bên ngoài diệt thế thiên lôi đại trận, quên đi phía sau màn hắc thủ, quên đi hết thảy, một lòng yên lặng tại bộ kia, dạ hải, đồ bên trong. Huyền đế trong các giang vân hải mấy người cũng rất bình tĩnh, chỉ có vân hiền hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong cung điện những cái kia cổ khí ngụy thần khí đã bị giang giật thu lại, nếu không cho vân hiền tùy ý đùa bớn, sợ là sẽ phải phản phệ kích thương hắn. Mặc dù như thế, vân hiền vẫn là bị trong cung điện treo rất nhiều thánh khí siêu thánh khí bị hoa mắt, người trẻ tuổi luôn luôn đối chuyện mới mẻ vật tràn ngập tò mò, cũng rất nhanh có thể quên chuyện cũ, bản thân điều tiết tâm tính. Quốc sư đến cùng lăn lộn đến trình độ nào chẳng lẽ lại trở thành phía ngoài một cái siêu cấp đại lục đế hoàng hắn thực lực chẳng lẽ đạt đến truyền thống bên trong thiên quân đỉnh phong hắn bảo vật làm sao nhiều như vậy a? À. Vân Hiền cảm khái không thôi, thiên tinh đại lục chân long xuất hải về sau ở bên ngoài đồng dạng có thể xông ra thành tựu. Vân Hiền cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu đại lục là thế nào một cái thế giới, trong lòng hắn thiên quân đỉnh phong đã là người mạnh nhất, giống như cho hắn biết rõ ràng giật địch nhân là bán thần đỉnh phong là đông hoàng đại lục cửu đế một trong, đoán chừng hội dọa đến nửa ngày nói không ra lời. Hiên, tòa hạ tu luyện, chớ đi đến đi đến, nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc, nắm chắc cơ hội tu luyện. Vân thiên kình tương đối lão thành, sắc mặt ngưng trọng khiển trách vài câu. Hắn làm thiên huyền quốc quốc chủ, về sau lại trở thành hoàng đế, suy nghĩ tự nhiên rất nhanh nhẹn. Hắn cùng Giang Vân Hải Thủy U Lan Tiền Quỹ Chiến nhất minh bọn người nhìn ra Giang giật gặp đại phiền toái, nếu không cũng sẽ không tùy tiện cùng mọi người hàn huyên vài câu tự vội vàng rời đi. Đại gia cũng đừng quá lo lắng, Thủy U Lan nhìn thấy Vân Thiên Kình trên mặt nặng nề, Trấn An chúng nhân nói, phiêu phiêu tiểu thư kỳ tài ngút trời, thực lực kinh thiên, lai lịch phi phàm, con của nàng tự nhiên là chân Long. Giang giật ngắn ngủi mấy năm liền có thể theo thiên tinh đại lục quật khởi, lại tại bên ngoài sông ra lớn như vậy thành tựu, cái này thiên tinh giới còn khốn không được hắn, chúng ta muốn tin tưởng hắn, đều an tâm tu luyện nghỉ ngơi đi tiền quỹ chiến nhất minh giang nhân đổ nhãn tình sáng lên, đều không nói chuyện nhắm mắt nghỉ ngơi tu luyện. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, trước mắt một tháng lại qua. Doãn đế ngoài thành đã tụ tập 3.000 vạn đại quân, đồng phục tất cả đều là thiên quân. Ngoài thành bình nguyên bên trên quân chướng đứng sừng sững, không nhìn thấy cuối cùng, tinh kỳ phần phật, mỗi ngày tiêu hao lương thực ít nhất đều là mấy vạn xe. Cũng may cửu đế gia tộc cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền, còn có thiên hạ đệ nhất giàu có gia tộc đường ra, chút tiêu hao này căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Mỗi cái đến tham chiến thiên quân võ giả lập tức nhận lấy trăm vạn thiên thạch, còn mỗi người một kiện siêu thánh khí, vấn đề này truyền đi sau hấp dẫn càng nhiều người đến tham chiến, đường ra chiến ra vũ ra cường giả bắt đầu chỉnh biên đại quân, diễn luyện công kích phòng ngự đại trận. Lớn như thế quy mô chiến sự, giống như dối bời cùng một chỗ tiến lên, không chỉ có giết không được địch nhân, còn dễ dàng mộ thương người một nhà. Nếu không có nghiêm khắc kỷ luật cùng quân trận, vạn nhất tan tác, cái kia chính là binh bại như núi đổ, thoáng cái liền sụp đổ. Chiến đế Bắc đế quyết định sau 3 tháng hành động, cũng là vì chỉnh biên diễn luyện quân đội, dạng này mới có thể phát huy đại quân uy lực. Vô tận biển sâu vẫn là yêu tộc địa bàn, giống như không thể chỉ huy tự nhiên, rất dễ dàng yêu tộc từng cái đánh tan. Đại lục các gia tộc trí cường giả cơ bản đã đúng chỗ, chiến đế bọn người hợp thành liên minh bộ thống soái, mỗi ngày thảo luận đẩy diễn chiến thuật chiến lược, đã lấy ra ít nhất 30 phương án, liền chờ 3 tháng kỳ hạn vừa đến, đại quân đúng chỗ tựu xuất phát. Y thiền người bên kia nên rút lui đã toàn bộ rút lui, đợt thứ nhất người đã tại tuyết vực cắm rễ, thánh hậu phái người tự mình ninh đón, tuyết vực không người dám động. Y ra nhóm người thứ nhất tại Thánh Sơn phụ cận tìm kiếm địa bàn bắt đầu dựng phòng ốc tòa thành, kiến tạo một tòa mới thành trì. Tuyết vực gần nhất cũng lòng người bàng hoàng, y ra di chuyển tới, còn có tội đảo 13 gia tộc cũng bắt đầu di chuyển, cái này phá vỡ tuyết vực thế lực cân bằng, như y ra cùng 13 gia tộc cướp đoạt Thánh Sơn đâu. Bất qua thánh hậu một trường kia, đem tuyết vực người tông đều dọa sợ, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem y ra cùng 13 gia tộc vào ở, trơ mắt nhìn xem địa bàn bị phân đi ra. Thánh hậu rất cho giang giật mặt mũi, mang theo một đám bán thần cường giả thân tự tại thánh sơn phụ cận xây dựng hai cái tụ linh đại trận, còn xây dựng hai cái phòng ngự đại trận, cam đoan y ra cùng 13 gia tộc đám người an toàn. Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, thánh sơn hai bên vạn lý tự xuất hiện hai tòa mới thành Y ra cùng 13 gia tộc vốn là đối thủ một mất một còn, lại tại chung một mái nhà, hai tòa thành chỉ vẻn vẹn cách hai vạn lý. Thánh hậu đồng thời còn tại phụ cận kiến tạo huyến trận, phong tỏa tin tức, bất quá giờ phút này đông hoàng đại lục kêu loạn, cũng không ai phản ứng tuyết vực bên này, tin tức ngược lại là cũng không có chuyển ra, nửa đường cũng không có bất kỳ người nào chặn giết. Giang giật, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Làm tốt mọi chuyện, thánh hậu về tới thiên ẩn tông, ngồi tại bên hồ nhỏ trong đình, nhìn qua một đầm nước hồ u u thở dài nói, diệt thế thiên lôi trận, ta không phá được, cũng không thể nào cứu được ngươi, giống như ngươi không phá được trận, ta chỉ có thể giúp ngươi bảo trụ ngươi tộc nhân cùng người thân. Phiêu phiêu tiểu thư, thánh hậu đột nhiên nhìn lên bầu trời, thì thào nói ra, ngươi an bài rất nhiều chuyện, cũng coi như chuẩn rất nhiều chuyện, nhưng ngươi có thể từng tính tới thiên tinh giới có một trận diệt thế hạo kiếp đâu. Trường 1176, hình mộng huyền Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, đầy khắp núi đồi lá vàng phiêu linh, mùa thu đến, báo thủ liên minh xúc thế 3 tháng đại chiến cũng rốt cục bắt đầu. 50 triệu đại quân, toàn bộ đều là thiên quân võ giả, bán thần số lượng đạt đến 500, trong đó càng có chiến đế bắc đế cấp cao nhất cửu tinh cường giả, âm đế loại này cấp bậc bát tinh cường giả đạt đến hơn 10. Phi mã đại lục, ám ảnh đại lục, thú thần đại lục, các loại chờ, rất nhiều bên trong tiểu đại lục cường giả nhau nhau xuất động, có thể nói tập thiên tinh giới sở hữu nhân tộc chi lực, cùng thảo phạt phản nghịch cùng yêu tộc, là chết đi mấy chục ức nhân tộc báo thù. Trăm vạn thiên máy thuyền đồng thời bay lên không, phô thiên cái địa, che tinh che nguyệt, chàng diện kia thấy choáng doãn đế thành phụ cận con dân, một màn này hình tượng cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại người xem con dân trong lòng, trận đại chiến này chú định lưu danh sử sách. Khó có thể tưởng tượng, trăm vạn thiên máy thuyền để động tấm kia chàng diện. Thiên cơ thuyền đều là cao cấp, các đại gia tộc thiên cơ thuyền đều điều tập, mỗi một chiếc thiên cơ thuyền bên trên đều đứng đầy võ giả, chiến giáp cùng binh khí phản xạ hàn quang liên thành một đầu tuyến. Cường giả khí tức tựa như núi cao áp đỉnh để người phía dưới toàn bộ hít thở không thông, giờ khắc này bầu trời cũng tạnh, những cái kia đứng tại bong tàu bên trên cường giả bóng lưng, cho người ta linh hồn chấn động, tự tựa như cửu thiên chi thượng thần binh thiên tướng, có thể thủ hộ nhân tộc an khang, có thể dẹp yên hết thảy yêu ma quỷ quái. Trăm vạn thiên máy thuyền trùng trùng điệp điệp bay ra đông hoàng đại lục, tiến vào tội hải, trên biển lúc đầu có rất nhiều sơn phỉ quân đoàn, nhưng giờ khác này một đường bay đi, một tên sơn phỉ đều không nhìn thấy. Cấp thấp yêu thú ngược lại là có một ít, có linh trí yêu vương yêu đế đồng dạng một cái cũng không nhìn thấy. Thiên cơ thuyền tốc độ rất nhanh, mấy ngàn vạn đại quân chia làm 10 cỗ, thành chữ nhất hình gạt ra. chung quanh 10 vạn lý đều có thiên cơ thuyền bốn phía tuần tra, những cái kia mật thám trinh sát bọn họ đã sớm phân công ra ngoài, tại tội đảo bốn phía ẩn núp, có bất kỳ tình báo đều có thể trước tiên truyền lại trở về. Đại quân một đường an ổn hành quân, trên đường không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, tại 20 ngày sau thành công đến tội đảo bên ngoài, 10 con đại quân cũng đem tội đảo đông bộ bao bọc vây quanh. Cửu Long Chu thần đại trận sớm đã mở ra, thất thải quang mang lấp lánh không ngớt, đại trận này đem toàn bộ tội đảo đều bao phủ đi vào, tựa như thiên thần đại trận không gì phá nổi, trong lịch sử cũng không có người công phá trận này. Báo, vô tận biển sâu không có bất kỳ cái gì dị động. Báo, huyết dạ hung hải cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Báo Hắc Hải hết thảy bình tĩnh. Thiên Cơ thuyền ở giữa có một tòa cắm chiến gia kim ưng cờ đỉnh cấp Thiên Cơ thuyền, không ngừng có người ra ra vào vào, đem đệ nhất chiến báo truyền tới. Giờ phút này lớn nhất xa hoa nhất trong khoang thuyền cũng cường giả như mây, ngoại trừ thống soái còn lại chín cái đại quân bán thần bên ngoài, còn lại bán thần đều ở nơi này, chiến đế cùng Bắc đế thú đế bọn người xếp thành một hàng ngồi ở vị trí đầu vị. Bất quá, ngoại trừ các vị đại đế bên ngoài, phía trên còn ngồi ba người, một cái là âm đế, một cái là đường gia tộc trưởng, một cái khác lại là một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Một người 20 tuổi ra mặt thiếu nữ, có thể cùng các vị đại đế song song ngồi. Giống như một màn này bị bên ngoài người biết, khẳng định hội nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá đại điện bên trong còn lại gia tộc tộc trưởng, còn có mấy trăm bán thần, mười mấy tên công tử cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tiếp vào sở hữu truyền báo về sau, chiến đế đứng lên, hướng thiếu nữ chắp tay nói, hết thảy đã sẵn sàng, mộng huyền tiểu thư người có thể bắt đầu, hết thảy tựu dựa vào tiểu thư. Chiến đế khách khí, mặc dù tộc quy tổ huấn chỉ rõ không phải loạn lên tranh chấp, nhưng thân là nhân tộc đồng đội, việc này làm sao có thể không để ý tới tội đảo phản nghị cấu kết yêu tộc, làm hại nhân gian, cũng nên hủy diệt. Thiếu nữ huyền chuyển cười một tiếng đứng lên nói một cái vạn phúc, khí chất cao nhã, cười không lộ răng, dáng vẻ ngàn vạn, dẫn tới trong khoang thuyền rất nhiều đại gia tộc công tử đôi mắt nóng lên. Xuất chiến mỗi một nhà thịnh nhất tên công tử gần như đều tới, kinh lịch lớn như thế chiến, về sau cũng có thể tốt hơn thống soái gia tộc kiếm vô ảnh, lăng thất kiếm, dạ ưng, vũ nghịch bọn người ngay tại trong đó. Vũ nghịch cùng hắn dư công tử đồng dạng, đầy mắt cực nóng cùng ái mộ, bởi vì cái này thiếu nữ quá đẹp, không thể so với y thiền doãn nhược băng tranh lệch. Nàng dụ người nhất địa phương chính là nàng trong khung nghị, hết lần này tới lần khác nàng bề ngoài đoan trang tú lệ thanh thuần, loại mâu thuẫn này năng lượng liên kết hấp dẫn sở hữu tuổi trẻ nam tử. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ thân phận của thiếu nữ này, thiếu nữ gọi hình mộng uyển, là thiên minh tông thiên tài thiếu nữ, thiếu tông chủ. Năm nay 23 tuổi, thực lực lại có thể làm cho rất nhiều gia tộc lão gia hỏa ngưỡng vọng. Thất tinh, tại mấy năm trước hình mộng huyền lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, nàng vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng lúc đó đã đạt đến thiên quân đỉnh phong, năm ngoái lộ diện lại đạt đến thất tinh thực lực, dẫn tới cửu đế gia tộc sở hữu công tử tiểu thư xấu hổ tin phục. Bất quá bởi vì hình mộng huyền điệu thấp, ngoại trừ đại gia tộc bên ngoài, đại lục con dân cũng không biết rõ sự tồn tại của người này. Khi thiền cùng doãn nhược băng tại đại lục thập đại Mỹ nhân bảng bên trong xếp hạng đệ nhị cùng thứ ba, hạng nhất cũng rất là thần bí, ngoại nhân căn bản không được biết, chỉ có cửu đế gia tộc và siêu cấp gia tộc bọn công tử mới biết được, xếp hạng thứ nhất liền là vị này hình mộng huyền tiểu thư. Xinh đẹp tuyệt thế, thập đại ẩn tông xếp hạng thứ nhất thiên minh tông thiếu tông chủ, thất tinh thực lực, mà lại nghe nói hình mộng huyền vẫn là thập đại thần lô một trong, bất quá cụ thể là loại kia tựu không được biết rồi. Như thế tuyệt đỉnh điều kiện trở thành thập đại mỹ nhân đứng đầu cũng làm chi không thẹn. Phá trận, hình mộng huyền ngọc thủ vung lên, trong khoang thuyền chín tên bán thần thình lình đứng lên, đi theo hình mộng huyền hướng ra phía ngoài bay đi. Chiến đế bọn người toàn bộ đi theo cùng đi ra, có thể hay không phá trận đối với lần này báo thủ thánh chiến cực kỳ trọng yếu, phá trận lúc bọn hắn cũng sẽ toàn lực bảo trụ hình mộng huyền cùng thiên minh tông người, phòng ngừa có người quấy rối. Hiu hiu hiu, mấy trăm bán thần bắn ra, đem hình mộng huyền bọn người bao bọc vây quanh, bốn phía thiên cơ thuyền cũng tản ra thành mỗi loại chiến trận sừng sững, tùy thời có thể dùng động thủ công kích. Bốn phía trinh sát bốn phía bay đi, một khi có bất kỳ tình huống đều sẽ lập tức báo cáo. Bay trận, hình mộng huyền khẽ kêu một tiếng, một bộ bột váy bay múa, tóc xanh phiêu diêu, gương mặt xinh đẹp đoan trang, trên thân bạch quang có chút lấp lánh, tựa như cửu thiên dưới thần nữ phàm. Nàng ra lệnh một tiếng chín tên bán thần toàn bộ hướng nàng sau lưng hội tụ mà đi, thành mai tinh trận đứng thẳng, mười người cũng đồng thời kết ấn trên thân sáng lên trùng thiên bạch quang một cỗ khí tức kinh khủng theo mười người trên thân tràn ngập mà đi toàn trường yên tĩnh im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được kiếm vô ảnh lăng thất kiếm bọn người xa xa đứng đấy đằng sau đại khí không dám phun ra nương theo lấy hình mộng huyền bọn người không ngừng kết xuất các loại kỳ quái thủ ấn bầu trời phong vân biến sắc bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng các nàng mười người vào tới trên người các nàng bạch quang cũng càng ngày càng sáng cuối cùng hoàn toàn trở nên một mảnh bạch quang ngoại trừ chiến đế bắc đế thú đế bọn người, những người còn lại căn bản xem thường bóng người của các nàng. Phá, một nén nhang về sau, hình mộng huyền một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, phá vỡ khắp nơi bình tĩnh. Bốn phía cuồng phong gào thét, tầng không gian tầng chấn động, phía dưới nước biển lăn lộn không ngớt. Mười đạo kinh khủng bạch quang bắn nhanh mà ra, bắn thẳng đến phía trước cửu long chu thần đại trận. Mười cây bạch quang phương hướng cũng không giống nhau, tại sắp đánh chúng đại trận lúc toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, dung hợp thành một đạo bạch quang, cuối cùng xuất vào đại trận bên trong. Không có bạo tạc, không có bất kỳ cái gì âm thanh, bạch quang như một đầu bạch xà vọt lên đại trận hàng rào bên trong, sau đó nhanh chóng du tẩu, bạch xà những nơi đi qua đại trận lại vỡ ra đạo đạo khe hở, như vỡ ra vỏ trứng gà, bất quá theo không ngừng du tẩu, bạch xà càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Tốt, nhìn thấy những cái kia khe hở, chiến đế Bắc đế bọn người hai mắt sáng như trích dương, chiến đế trong tay tỏa ra ánh sáng quát lớn: toàn bộ bán thần công kích, phá trận vào thời khắc này. chương 1177, đảo tại người tại, đảo vong người vong. Xuy suy mấy trăm bán thần đồng thời thả ra riêng phần mình công kích mạnh nhất, một sát na kia ở giữa thương khung đều tựa hồ bị nện phá, loại kia khí thức kinh khủng, để vũ nghịch kiếm vô ảnh bọn người nhao nhao lui nhanh, trong mắt đều là kinh hãi. Phụ cận rất nhiều thiên cơ thuyền cũng bị công kích đưa tới sóng chấn động đẩy lui, rời đi gần nhất thiên cơ thuyền thậm chí bị đẩy lui mấy ngàn trường. Dầm dầm dầm, Cửu Long Chu Thần trên đại trận thất thải quang mang lấp lánh, lúc đầu xuất hiện từng cái từng cái khe hở lập tức từ từ mở rộng, tựa như bị nện phá mặt đất, kia khe hở hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi, ở giữa rất mau ra phát hiện ra một hố đen to lớn, cái lỗ đen này còn tại kéo dài mở rộng, mắt thấy Cửu Long Chu Thần đại trận liền bị kích phá. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó Cửu Long Chu Thần đại trận đột nhiên phát sáng lên, những cái kia lúc đầu hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi khe hở lại nhanh chóng khép lại. Rất rõ ràng tội đảo bên trong cường giả động, bọn hắn quán chú nguyên lực tiến vào trong đại trận, tại chữa trị đại trận. Tiếp tục công kích, mắt thấy là phải công thành, chiến đế bác đế sao có thể trơ mắt nhìn xem thất bại trong gang tất lập tức chiến đế bác đế gào thét, các loại đạo văn công kích không cần tiền chút xuống mà đi. Cử thiên chu thần đại trận bên ngoài tất cả đều là quang mang chói mắt, căn bản thấy không rõ cái nào đạo là ai công kích, là cái gì loại hình đạo văn công kích, chỉ có nghe được một trận chấn thiên tiếng nổ, còn có cảm nhận được cái kia có thể xé rách hết thảy khí tức khủng bố. Giờ phút này sợ là chiến đế khắp nơi công kích trung tâm cũng muốn vẫn lạc. Bày trận, hình mộng huyền khẽ kêu một tiếng, các nàng như là đã hỗ trợ phá trận, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mai tinh trận lần nữa phát sáng lên, 10 đạo bạch quang bắn nhanh mà ra, dung hợp thành một đầu to lớn bạch xà bắn vào trong đại trận. Cái này bạch xà tựa hồ có một loại kinh khủng năng lực, có thể ăn mòn đại trận, bạch xà những nơi đi qua, trong đại trận khe hở càng ngày càng nhiều, Bên này chiến đế đám người công kích cũng liên tục không ngừng, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Nhiều người lực lượng lớn, Cửu Long Chu Thần đại trận cường đại không cần chất vấn, lôi bán tiên đám người thực lực cũng không tệ, tội đảo cường giả rất nhiều, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân là một cái quái vật khổng lồ, bên này bán thần đạt đến 500, thất tinh bát tinh cửu tinh cường giả rất rất nhiều. Dĩ vãng Cửu Đế gia tộc mấy lần liên thủ công kích, công kích lực độ cùng lần này tranh lệch thiên địa, lần này các vị đại đế đều động, gia tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng dĩ vãng lôi bán tiên bọn hắn đều xông ra đại trận ninh chiến bằng vào đại trận tăng phúc có thể đem bọn hắn chiến lực cưỡng ép để cao một hai tinh nhưng lần này không ai dám ra đại trận bên ngoài bởi vì vô tận biển sâu lần này không có phái tới một vị yêu hoàng viện trợ bằng vào lôi bán tiên bọn người vừa ra đại trận sẽ lập tức bị giết rầm 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 sau một nén nhang đại trận khe hở càng ngày càng nhiều ở giữa lỗ đen càng lúc càng lớn cuối cùng như phòng ốc sụp đổ từng mảnh từng mảnh sụp đổ tiếp lấy toàn bộ đại trận đều tầng tầng bạo liệt, bốn phía xương trắng biến mất vô tung vô ảnh. Thần bí tội đảo tựa như một cái bị gỡ ra quần áo thiếu nữ, triệt để bại lộ tại Đông Hoàng Đại Lục Liên Quân trong tầm mắt. Xong, lôi bán tiên nhìn qua phá thành mảnh nhỏ cuối cùng hóa thành hư vô cửu long chu thần đại trận thật dài thở dài, giờ khắc này không chỉ là hắn, sở hữu 13 gia tộc võ giả nội tâm đều nát. Đại trận này là tựa như tất cả mọi người bên ngoài cơ thể thần thuẫn, đại trận này chưa bao giờ bị phá ra qua, bảo vệ tội đảo mấy chục vạn năm, tại hôm nay rốt cục bị phá ra, đại trận vừa vỡ cũng đại biểu cho tội đảo 13 gia tộc sẽ hủy diệt. Ngao lư quả nhiên là phía sau màn hắc thủ, đến giờ phút này đều không có hiện thân. Tư đồ ngạo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cứu binh không có mời đến, lại đem con rể của mình cho mắc vào, nội tâm của hắn nổi giận có thể thực hiện mà biết. Tư đồ ra có một môn tuyệt kỹ gọi hư không đại na di, tất cả võ giả đều có thể na di thoát đi, nhưng giờ khác này tư đồ ngạo nhưng căn bản không có nghĩ qua đào tẩu hắn cuồng loạn bạo hống, đảo tại người tại, đảo vong người vong, giết. Đảo tại người tại, đảo vong người vong, giết. Mấy ngàn vạn võ giả nhao nhao bạo giống đằng không mà lên, toàn bộ thả ra công kích. Lôi bán tiền bọn người nằm ở trong, khóa chặt cửu đế gia tộc bán thần cường giả, bất quá cũng không có công kích bác đế chiến đế. Bởi vì bọn hắn biết không cửu long chu thần đại trận, bọn hắn không phải bác đế chiến đế đối thủ, bọn hắn chỉ có giết một cái tính toán một cái, kéo lấy tận khả năng thêm cường giả chôn cùng, hiu 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 mấy chục triệu người đồng thời bay lên không, tràng diện kia dị thường rộng lớn, mấy chục triệu người đồng thời công kích, thanh thế kinh thiên địa khóc quỷ thần. giờ khắc này toàn bộ hình tượng tựa hồ ngưng tụ, bầu trời tại thời khắc này cũng bị đánh sập, cuồng phong tàn phá bừa bãi, nước biển gào thét, núi đá sụp đổ, huyết chiến bắt đầu. giết, chiến đế cùng bắc đế thú, đế tả đế kiếm, đế bọn người đầy mắt cực nóng, rửa sạch sỉ nhục đang ở trước mắt, mặc kệ đằng sau vô tận biển sâu chiến sự như thế nào trận chiến ngày hôm nay bọn hắn chú định tại các gia tộc và đông hoàng đại lục trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút bởi vì bọn hắn chu sát phản nghịch san bằng tội đảo song phương đều có mấy chục triệu người còn lại chín cái đại quân sớm hướng bên này vào tới sở hữu thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung từng đội từng đội mặc các loại chiến giáp võ giả bắn nhanh mà đi tội hải bên trên gần ước người triển khai một trận thiên tinh giới lớn nhất từ trước tới nay nhân tộc chiến tranh bất quá thực lực rất cách xa mặc dù song phương nhân số không sai biệt lắm nhưng một bên toàn bộ là thiên quân cường giả, một bên khác cũng chỉ có mấy trăm vạn thiên quân, đây là cực tội đảo toàn bộ gia tộc võ giả lực. Bán thần cường giả càng là kém xa, bên này dòng giã có hơn 500 người, tội đảo bên kia cũng chỉ có mười mấy cái. Tối cường vẫn là lôi bán tiên, cũng chỉ có thất tinh thực lực, nếu có cửu long chu thần đại trận còn tốt ta, có thể tăng lên tới bát tinh tiếp cận cửu tinh, thời gian ngược dòng phía dưới có thể bảo trụ rất nhiều người không chết. Lôi bán tiên căn bản không dám đi cùng bác đế chiến đế liều mạng, bởi vì hai người này có cửu tinh đạo văn, thời gian của hắn ngược dòng đối đầu hai người cửu tinh đạo văn chỉ có bị hành hạ phân. Phanh phanh phanh, khắp nơi đều là tiếng nổ, thời thời khắc khắc có võ giả bị giết, thi thể bạo liệt văng tứ phía, bầu trời hạ xuống huyết vũ thịt mưa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ liên tiếp. Nơi này cách khai thiên lôi đảo cũng không xa, nơi chân trời xa thỉnh thoảng có lôi điện hiện lên, đem bên này như máu hải vực chiếu lên một mảnh sáng như tuyết, cũng càng thêm chói mắt. Ai, bị bầy người vây quanh hình mộng huyền trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn, nàng tựa hồ có chút không đành lòng như thế máu tanh chém giết, quay đầu đi đối thiên minh tông bán thần vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói ra, nên làm chúng ta đều làm, đi thôi, hồi trở lại tông phái đi, sự tình phía sau không cần chúng ta quản. Đi, thiên minh tông chín tên bán thần không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, toàn bộ đi theo hình mộng huyền hướng đông hoàng đại lục bay đi, rất nhanh liền biến mất tại biển rộng minh mông bên trong. Bên này đại chiến thảm liệt đang kéo dài, cách ly thiên lôi đảo ngoài vạn giảm phía đông lại có hai thân ảnh trầm mặc đứng thẳng hai người này một người là người mặc hắc giáp lãnh khốc trung niên nhân một người khác là một lão giả mái tóc màu xanh lục phi thường dễ thấy giống như tư đồ ngạo hoàng phủ kỳ nhìn thấy hai người này khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp bởi vì hai người này liền là ngao lưu cùng hắc thần rất kỳ quái chính là hai người rõ ràng đứng ở giữa không trung phía dưới con dân cùng võ giả lại một cái đều nhìn không thấy hai người tựa như hai người là trong suốt ngao lư khuôn mặt lạnh lùng vô tình hai tay sau phụ con người băng lãnh khóa chặt tội hải bên này tựa hồ có thể ngăn cách ngoài vạn dặm nhìn thấy bên kia chém giết hắc thần trầm mặc đứng ở nguyên địa không nói một lời sau ngao lư càng thêm lãnh khốc hai người đều không nhúc nhích không có nửa điểm ý xuất thủ đi thôi hồi trở lại huyền vũ thành trọn vẹn nhìn ba canh giờ chờ đợi tội đảo bên này tử thương hơn phân nửa bán thần cường giả cũng chết đi hơn phân nửa về sau ngao lư lạnh lùng vung tay lên nói hắc thần trong mắt lạnh như băng lúc này mới hiện lên vẻ bất nhẫn, bất quá không hề nói gì, hai người hóa thành hai đạo bạch quang hướng vô tận biển sâu phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, tội đảo không có bất kỳ người nào phát hiện hai người tới qua. Bên kia đại chiến còn tại tiếp tục, trời chiều theo phía tây chậm rãi rơi xuống, chiếu dọi đến nửa bầu trời một mảnh đỏ, cũng đem trở nên đỏ sậm tội hải chiếu dọi đến càng thêm đỏ diễm mấy phần. chương 1178, tội đảo vong. Tội đảo chiến tranh cũng không có tiếp tục quá lâu, vẹn vẹn nửa ngày một đêm, đại chiến tử kết thúc. Lôi bán tiên lôi cô bọn người toàn bộ chiến tử, bán thần không có đào tẩu một cái, 13 gia tộc cường giả có hơn phân nửa vĩnh viễn lưu tại thiên lôi đảo phụ cận, còn lại gần nửa trốn, tiềm phục tại tội đảo bên trong, chuẩn bị lợi dụng địa hình ám sát, kéo lấy càng nhiều liên quân chôn cùng. Tội đảo gần 50 triệu võ giả tử thương hơn phân nửa, chỉ đào tẩu mấy trăm vạn người. Đông Hoàng liên quân bên kia cũng tổn thất nặng nề, tội đảo bên này võ giả đều ôm hẳn phải chết chi tâm, sở dĩ đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cuối cùng rất nhiều người khô giòn liều mạng tiến lên tự bảo. Liên quân bên này tử thương gần ngàn vạn, bán thân cũng vẫn lạc hơn 30 người, con số này mặc dù cùng tội đảo bên kia tranh lệch cách xa. Nhưng phải biết bên này chiến lực là bên kia mấy lần, một đám sư tử cùng một đám chó săn đánh nhau, sư tử bên này còn tử thương thảm trọng, cái này vượt qua chiến đế bắc đế đám người dự đoán. Đông Hoàng liên quân địch nhân lớn nhất là vô tận biển sâu, tội đảo một trận chiến này chỉ là món ăn khai vị tử thương lại nhiều như thế, không thể không nói tội đảo quân đội hung tàn cùng biêu hãn. Tư đồ ngạo tư đồ nộ chết, tại cửu long chu thần trận vừa vỡ, tại ngao lư cùng hắc thần rời đi thời điểm, vận mệnh của bọn hắn đã chú định. Bất quá đông hoàng liên quân lần này có thể tử thương nhiều như vậy, tư đồ ra cư công chí vĩ, càn khôn đại na di chi thuật để tư đồ gia cường giả biến thành xuất quỷ nhập thần u linh. Tư đồ ngạo chiến lược ý đồ cũng rất rõ ràng, bất hòa bắc đế bọn hắn đi liều mạng, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, Chỗ nào không có bán thần hướng bên kia Nazi, để bác đế chiến đế thú đế bọn người bốn phía cứu hỏa, kém chút đem liên quân chiến trận cũng làm rối loạn. Hơn 50 triệu người vĩnh viễn lưu tại Thiên Lôi đảo phụ cận hải vực bên trên, trên biển đều là trôi nổi thi thể cùng chân cột tay đứt, tiên huyết càng là đem phương viên vạn lý hải vực đều nhuộm thành màu đỏ sậm Khắp nơi trong không khí đều là làm người ta buồn nôn gay mũi hương vị, mùi máu tươi hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, để bên này phá tới phong đều mang một chút mùi tanh kề bên này biến thành nhân gian luyện ngục, lăng thi nhã các loại chờ, một đám cố chấp muốn theo tới tiểu thư toàn bộ nôn ngửa không thôi, đã sớm tiến vào thiên cơ thuyền bên trong không dám đi ra. phía dưới còn có rất nhiều tội đảo thương binh bọn họ, có chút nửa thân thể cũng không có, còn tại trong biển dẫy ruột lấy gầm thét cố chấp qua binh khí. những người bị thương kia làm sao bây giờ? có tướng quân đến xin chỉ thị chiến đế bắc đế xử trí như thế nào tội đảo thương binh, chiến đế nhìn lướt qua trôi nổi như núi thi thể có chút không đành lòng nói ra bắt giữ đứng lên đi bắt giữ làm gì tà đế trong mắt lóe lên một tia bạo ngược quát lạnh nói toàn bộ giết thú đế toàn thân đều là huyết đến đằng sau hắn thần thuẫn đều không mở bằng vào bán long nhân cường đại phòng ngự ngạnh kháng sở dĩ làm cho một thân đều là huyết hắn lạnh lùng quét qua nói đúng toàn bộ giết đường gia tộc trưởng đường thần cơ cũng có chút không đành lòng hắn thở dài nói hôm nay chết người đã nhiều lắm vẫn là không nên giết đi những người bị thương kia tù binh ít nhất cũng có trăm vạn a à quá nhiều giết chóc hữu thương thiên hỏa a à? kiếm đế vừa mới nghĩ phụ họa bắc đế lại khoát tay trận lại nói các ngươi xem bọn hắn ánh mắt xem bọn hắn cửu hận đây đều là tội đảo phản nghịch bọn hắn đối với đông hoàng đại lục trong khung đều là hận ý lưu lại chỉ có thể là vô tận tai họa nhiều cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc nếu là những người này đào tẩu hoặc là bọn hắn hậu đại tại đông hoàng đại lục tùy ý đổ sát bình dân điên cuồng trả thù, trách nhiệm này ai đến cõng. Đường thần cơ bọn người trầm mặc, bác đế không sai, sau trận chiến này tội đảo võ giả đối với đông hoàng đại lục cừu hận hội càng sâu, nếu bọn họ ẩn núp đi đại lục loạn giết bình dân, sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả. Bác đế thấy mọi người không nói lời nào, rất quả quyết phung tay lên nói, các ngươi không dám hạ cái này lệnh, cái này bêu danh ta đến cõng đi. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, tù binh toàn bộ đánh giết, còn có đại quân bốn phía xuất phát, công chiếm cửu long quần đảo thần tứ đảo truy sát phản quân dư nghiệt phàm là người chống cự giết không tha không thể đường thần cơ liên thanh quát võ thương việc này muốn bàn bạc kỹ hơn người mệnh lệnh này thoáng cái tội đảo thế tất máu chảy thành sông rất nhiều bình dân vô tội sẽ bị đánh giết vừa mới kinh lịch như thế một trận đại chiến tất cả mọi người giết mắt đỏ nếu để những